Cô gái này là chuyên gia trong lĩnh vực gian lận thi cử nhờ sở hữu trí thông minh siêu phàm. Cuộc đời bỗng rẽ hướng khi cô giả trai và vô tình thi đỗ khoa cử. Thế nhưng những thị phi trong cung lại liên tục gây sóng gió. Liệu thân phận của cô có bị bại lộ không? Chúng ta cùng vào phim luôn nhé. Bộ phim bắt đầu khi nữ chính Jun Sik đang làm việc tại một nhà sách để kiếm tiền nuôi mẹ già và em trai đang bị bệnh. Hôm nay cô gặp rắc rối khi lỡ làm mất quyển sách ghi chép của một vị khách khiến ông ta rất tức giận. Jun Sik đề nghị được chuộc lại lỗi lầm, chỉ thấy nữ chính ngồi tập trung ghi chép. Sau đúng 2 tiếng cô hoàn thành cuốn sổ ghi chép không sai một chữ, khiến hai vị khách kinh ngạc vì trình độ ghi nhớ siêu đỉnh. Ông chủ nhà sách sớm quen với trí thông minh hơn người của Jun Sik, ông chân thành khuyên cô đi thi khoa cử cho đỡ phí tài năng. Nhưng Jun Sik là phận nữ nhi không thể tham gia thi cử, hơn nữa gánh nặng gia đình khiến Jun Sik phải ưu tiên việc kiếm tiền trước nhất. Lúc này ông chủ tiệm sách đề nghị Jun Sik dùng trí thông minh của mình để làm phao, bán cho thí sinh chuẩn bị dự thi khoa cử hoặc đi thi hộ. Mặc dù công việc này có thể giúp cô kiếm được kha khá tiền, nhưng Jun Sik nhất quyết không làm vì gian lận là hành vi phạm pháp, cô cần tiền nhưng cũng có nguyên tắc của riêng mình. Nam chính Seo Chun nổi tiếng gần xa là người có học thức cao lại cương trực, có đám người mê tín dị đoan đi thi cố tình ném trứng gà lên đầu Seo Chun, muốn nhân cơ hội bứt tóc anh làm lông bút với hy vọng có thể thi đỗ khoa cử, thế mà lại bị nam chính vạch trần và tiêu hủy ngay lập tức. Vẻ ngoài sáng sủa và tri thức của Jun Sik thu hút không ít nữ nhân vây quanh. Là gái giả trai nên đương nhiên Jun Sik đều lạnh lùng từ chối hai cô gái. Lúc này nữ phụ do Sun Kiêu Kỳ xuất hiện khiến bao nam nhân phải ngoái đầu nhìn theo. Jun Sik trở về với hình hài một thiếu nữ, phải chứng kiến cảnh người mẹ ốm yếu bị chủ nợ ức hiếp. Cô quyết định quay lại đồng ý lời đề nghị của chủ tiệm sách đến trường thi hộ nhắc bài. Chứng kiến nhiều cảnh gian lận lộn xộn của kỳ thi, cuối cùng Jun Sik cũng có thể thở phào bớt chút cảm giác tội lỗi. Một tình huống trớ trêu đã xảy ra khi Jun Sik xác định nhầm đối tượng, cô nhận nhầm nam chính cho Sơn là khách hàng, nên nhiệt tình chào mời các hình thức gian lận với giá ưu đãi, gặp chúng người khẳng khái, cho Sơn đứng lên tố cáo mặc cho Jun Sik có xin lỗi thế nào đi chăng nữa. Anh yêu cầu giám thị nghiêm túc xem xét lại trách nhiệm của mình khi để xảy ra tình trạng gian lận ở kỳ thi lớn của đất nước, tự dưng bị một tên tiểu tử lên giọng dạy đời. Nên quan chủ giám khảo nổi giận kêu người lôi cổ Cho Sơn ra ngoài, nhưng sau khi nghe họ tên của Cho Sơn, biết anh là con trai của quan lớn trong triều, ông ta liền thay đổi thái độ lập tức cho người chỉnh đốn trường thi, đuổi hết những người không phải là thí sinh dự thi ra ngoài, tất nhiên bao gồm cả Jun Sik. Thầy Dung là giám khảo mới đến coi thi ngày đầu tiên, đã cảm thấy rất ấn tượng với sự cương trực của Cho Sơn. Lúc lên nộp bài thầy Dung phải nhắc nhở thì Cho Sơn mới phát hiện, vạt áo đằng sau đã bị Jun Sik lén ghi lên cả một bài thơ châm chọc, bị mọi người chê cười Cho Sơn tức tối tìm bằng được Jun Sik để tính sổ. Jun Sik chỉ biết chạy thật nhanh để thoát tội. Cho Sơn đuổi theo nhưng lại bị đám người của công tử Hong ra gây sự. Anh đấu võ mồm với đám này một hồi rồi thẳng tay hất ngã một tên xuống hồ nước và tiếp tục hành trình rượt đuổi nữ chính. Lúc này Jun Sik đã tranh thủ khoác lên áo choàng nữ nhân và tặng cho nam chính một cái bạt tay vì tội thất lễ với gái nhà lành rồi ung dung rời đi. Thầy Dung hóa ra chính là tay chân thân tín của hoàng thượng. Ông báo cáo lại tình hình thi cử hôm nay và đương nhiên không thể bỏ qua câu chuyện đầy ấn tượng của con trai tả tướng đứng đầu lão Luận trong triều. Jun Sik cẩn thận số tiền đã kiếm được trong ngày và thay đồ thành nữ nhân trở về. Trước cửa nhà có rất nhiều sính lễ được đem đến. Mẹ của Jun Sik khuyên cô nên ngoan ngoãn gả cho chủ nợ, về sau sẽ không phải vất vả ngược xuôi. Bà cũng đã phát hiện và không đồng ý việc cô gian lận ở trường thi để kiếm tiền nữa. Sáng hôm sau Jun Sik đã đem hết sính lễ sang nhà chủ nợ để trả lại. Thấy Jun Sik thái độ cứng rắn không chịu khuất phục lại có trí tuệ, binh phán đại nhân lại càng cảm thấy hứng thú. Ông ta thông báo 3 ngày nữa sẽ đem kiệu hoa rước nàng về dinh. In Su là con trai của vị đại nhân này chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối và nhìn thấu ý đồ của những tên tay sai. Chúng cho người cướp tiền của Jun Sik để uy hiếp cô, mặc cho nữ chính có hết lời van xin nhưng chúng vẫn không chịu trả lại tiền. Sự ồn ào này đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ trưa của một vị hảo hán. Người này không nói không rằng xuất chiêu xử đẹp đám người ức hiếp phải yếu kia. Xong xuôi nhặt táo lên ăn nhặt tiền lên trả cho Jun Sik. Trong lúc đánh đấm không may bị thương nhưng người này chỉ lấy khăn tay của cô gái coi như đã nhận sự báo đáp. Phía bên này Cho Sơn phác họa lại gương mặt Jun Sik và sai người đi tìm, nhưng đều không tìm được nam nhân nào có gương mặt tương ứng. Đã thế còn bị phụ thân mắng cho một trận vì tội làm náo loạn trường thi, Cho Sơn lại càng hạ quyết tâm tìm bằng được nữ chính. Ngay sáng hôm sau anh đích thân đi khắp khu chợ hỏi tìm thông tin, chủ tiệm sách thấy Jun Sik đắc tội với người của triều đình, sợ bị liên lụy nên từ chối giúp đỡ cô, thế là Jun Sik lại phải dở giọng đe dọa sẽ đi đầu thú với quan lớn. Về hành vi gian lận mới có thể khiến chủ tiệm sách chịu ứng tiền cho cô, vì cần nhiều tiền trả nợ nên Jun Sik chấp nhận vận chuyển cả sách cấm cho chủ tiệm. Chuyện này đã bị Hong Gia phát hiện, anh ta chủ động chỉ điểm cho Cho Sơn để Cho Sơn chủ động tham gia vào vụ vận chuyển sách cấm, rồi chỉ cần ngồi nhà ra lệnh cho quan binh đến bắt tại trận. Biết đã bị dính bẫy của kẻ khác nên Cho Sơn cùng Jun Sik tìm cách chạy trốn, anh kéo nữ chính vào sát cạnh mình và dùng tay bịt chặt miệng cô để không bị phát hiện. Hai người thành công thoát khỏi vòng vây của quan binh, nhưng do là lần đầu tiên ở khoảng cách gần với nam nhân nên Jun Sik vô cùng ngượng ngùng xấu hổ. Để giảm bớt không khí ái muội, nữ chính chuyển sang đòi tiền vận chuyển sách, Cho Sơn hứa sẽ trả đủ tiền và khuyên cô nên đi thi khoa cử để không phí hoài tài năng. Nhưng đến cơm ăn còn chưa đủ 3 bữa một ngày, cộng thêm thân phận nữ nhi và không có quan hệ với nhân vật nào, nên Jun Sik không dám mơ mộng đến việc trở thành nhân tài của triều đình.
nhóm người Insu tức tối vì đã dày công lên kế hoạch mà vẫn không bắt được Cho Sơn, trái ngược với họ. Hoàng thượng lấy làm hứng thú khi nghe câu chuyện khẳng khái của Cho Sơn, vua quyết định sẽ đích thân tham gia coi thi ngày tiếp theo. Nếu không thể thanh toán hết số tiền nợ, thì Jun Six sẽ phải chấp nhận bán thân lên kiệu với đại nhân kia. Thế nên cô đành phải tìm gặp chủ tiệm sách và thực hiện giao dịch thi hộ một lần nữa để kiếm đủ tiền. Mặc dù biết đích thân vua sẽ trông coi kỳ thi hôm nay, Jun Six nhờ em trai giả gái lên kiệu còn cô chạy vội cho kịp đến trường thi. Có điều dù nhìn ngược ngó xuôi mà Jun Six vẫn không tìm thấy khách hàng của mình đâu, lúc này vang lên một giọng nói quen thuộc. Hóa ra Cho Sơn đã trả nhiều tiền cho chủ tiệm sách để ông ta đưa Jun Six đến thi, anh còn đẩy nữ chính vào tình huống bắt buộc phải đưa thẻ bài và làm bài dưới tên thật. Jun Six đành phải tập trung làm bài rồi nhanh chóng đem nộp để ra về, ai ngờ hoàng thượng sẽ đích thân chọn ra người thi đỗ và thông báo kết quả ngay lập tức khiến Jun Six vô cùng lo sợ. Khi đến lượt cô được gọi tên, hoàng thượng đã vô cùng tức giận vì trong bài thi, Jun Six đã thú nhận mình chỉ là người đi thi hộ. Cho Sơn cũng đứng lên thừa nhận chính anh đã thuê người đến để gian lận, vì biết Jun Six vừa có tài và có đức nhưng lại tự ti về cảnh nghèo hèn không dám đi thi. Nên Cho Sơn đã dùng cách này để cô thể hiện trí tuệ và hy vọng hoàng thượng có thể xem xét trọng dụng nhân tài cho đất nước. Nhà vua đã chấp thuận cho cả hai vào học tập trong triều để tu dưỡng trí tuệ, điều này còn khiến Jun Six sốc hơn. Cô đã định giả vờ bị mắc bạo bệnh để từ chối, nhưng lại sợ bị thái y phát hiện mình là con gái nên đành miễn cưỡng gật đầu vâng lời vua. Bị ép đến trường thi giờ lại bất đắc dĩ phải vào trong triều học, Jun Six bực bội mắng cho Cho Sơn một trận nhưng sau khi nghe anh nói đi học sẽ được trợ cấp phí sinh hoạt và thuốc thang miễn phí, Jun Six mới nguôi ngoai bớt giận. Không những thế, Cho Sơn còn nhờ chủ tiệm sách cho cô vay tiền không lãi suất để có thể yên tâm đi học. Sau khi tích góp đủ tiền, Jun Six lập tức đến nhà binh phán đại nhân để trả nợ. Cứu được em trai về và thuyết phục mẹ cho vào triều nhập học, binh phán đại nhân thấy cô cứng cỏi chống đối lại nổi hứng chinh phục. Phía bên này, nhóm của Insu và Hong Gia biết chuyện Cho Sơn gian lận mà không những không bị xử phạt còn được hoàng thượng trọng dụng thì lại càng cay cú. Insu thề sẽ không để yên cho Cho Sơn khi vào trường. Sáng hôm sau, Jun Six hóa trang thành nam nhân, bị dịn chia tay mẹ và em trai để lên đường nhập học. Nổi tiếng được đích thân vua tuyển chọn lại có vẻ ngoài xinh trai, nên Jun Six được nhiều giám thị để ý. Vị quan trưởng thấy Cho Sơn xuất hiện thì vội vàng chạy đến lấy lòng anh. Hiếm lắm mới có cơ hội được tiếp đón con trai tả tướng, nên quan trưởng dành toàn bộ sự đối đãi đặc biệt cho Cho Sơn, thế mà lại bị anh phũ phàng từ chối. Jun Six đi tham quan một vòng quanh trường, từ nhà ăn, thư phòng, giảng đường cho đến sân vui chơi chung. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn trực tiếp đàn ông cởi trần nên hơi ngại ngùng. Sau đó Jun Six đến nhận kết quả chia phòng ký túc, cô bàng hoàng nhận ra mình sắp phải ở chung phòng với Cho Sơn. Còn đang chưa biết phải làm sao để tránh mặt anh thì Hong Gia đã xuất hiện. Anh giải thích luật ngầm rằng Cho Sơn được liệt vào dạng con ông cháu cha, nên sẽ được đặc cách đến Tây Trai ở. Nhưng ở đời tránh vỏ dưa sẽ gặp vỏ dừa. Hong Gia cảnh báo Jun Six về một người bạn cùng phòng khác cũng quái gở không kém. Những tưởng đã có thể chút bỏ nỗi lo phải ở chung phòng với Cho Sơn, thế mà nam chính đã từ chối mọi đặc quyền để sinh hoạt như những sĩ tử khác. Jun Six cảm thấy bất bình nhưng đã là quy định, cô không thể làm gì khác chỉ có thể tức tối bỏ ra ngoài. Vừa ra đến ngoài thì tất cả sĩ tử mới đã bị dồn chạy toán loạn đến một chỗ để đốt lửa làm nghi thức chào đón tân sinh. Theo truyền thống thì các tân sinh mới phải dâng lên các vị trưởng bối, sơn hào hải vị để bày tỏ thiện chí. Nhưng Jun Six đến cơm ăn còn chẳng đủ lo thì lấy đâu ra của ngon vật lạ mà dâng hiến. Cô chỉ vài cái bánh của mẹ làm để dâng cho trưởng bối quý tộc, thế mà bị nhóm người này thẳng tay hất xuống đất và đuổi cô đi. Không nín nhịn được sự bất công này nên Jun Six đã lên tiếng, cô cho rằng những tân sinh nhập học cốt là để thành tài binh vực bách tính. Thân là những học giả mà những người này lại cư xử không khác gì kẻ vô học. Đúng vào lúc này Cho Sơn đã xuất hiện, anh nhặt bánh từ dưới đất lên trực tiếp cho lên miệng ăn. Hành động này của con trai tể tướng chẳng khác nào một cú tát vào mặt đám quý tộc. Insu tức tối tìm cách dạy dỗ Cho Sơn một bài học. Anh ta giao cho mỗi tân sinh một nhiệm vụ và yêu cầu hoàn thành trước canh ba, bất cứ ai không thông qua nhiệm vụ sẽ bị cởi đồ ném xuống hồ nước và đối diện với nguy cơ bị đuổi khỏi trường. Thử thách của Jun Six là phải lấy được áo lụa của kỹ nữ chảnh nhất kinh thành là Josun, mà Josun lại đang phục vụ riêng vị đại nhân cũng là chủ nợ của Jun Six. Jun Six đến mẫu đơn các và bị vây xung quanh bởi các kỹ nữ nơi đây, khó khăn lắm mới chạy thoát được thì lại ngã nhầm vào đúng phòng binh phán đại nhân đang ở cùng Josun. Jun Six lo sợ bị ông ta nhận ra nên vội vàng đội mũ và cúi đầu, nhưng vì vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ nên Jun Six bấm bụng quay lại. Khai ra yêu sách hống hách của con trai khiến ông ta mất mặt trước mọi người, cô còn thuận lợi đưa được kỹ nữ Josun ra ngoài khiến cô ta vô cùng cảm kích. Jun Six được người đẹp mời vào phòng riêng lấy thân để báo đáp, nhưng cô dứt khoát từ chối vì hành vi đáng xấu hổ ấy, không khác nào đang chà đạp nhân phẩm của một cô gái. Sự cương trực này đã khiến nàng kỹ nữ đắt giá nhất mẫu đơn các phải siêu lòng. Josun tình nguyện đưa cho Jun Six áo yếm của mình để đối phương có thể thuận lợi hoàn thành thử thách. Ở một diễn biến khác, Cho Sơn cũng đang đau đầu với nhiệm vụ oái oăm, anh cần vào nghỉ ngơi một lúc trong phòng của thiếu nữ mới lớn. Chính là nàng Ha Eun, con gái của binh phán và cũng là em gái của Insu. Bên ngoài phòng của Ha Eun còn cả tá người xếp hàng chờ được nàng giúp đỡ mà không được. Cho Sơn lặng lẽ đi cửa sau và vô tình chạm mặt với nàng. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Ha Eun đã cảm nắng chàng trai, vì thế mà nàng sẵn sàng cho nam chính trốn trong phòng.
Để tránh bị đám tay sai của Insu gây sự, ân huệ này cho Sơn ghi nhớ không quên. Sự hào hiệp của đám nam nhi càng khiến Ha Eun si mê đến độ chân đứng không vững. Bên này, binh phán đại nhân trên đường từ mẫu đơn các trở về, bỗng bị một tên bịt mặt bắn tên dằn mặt. Hắn còn giải những tờ giấy có nội dung về Kim Đằng Chi Thư khắp nơi, binh phán cho người lùng sục khắp nơi vẫn không bắt được kẻ bịt mặt. Các đại thần của phái lão luận rất quan ngại việc bị bại lộ Kim Đằng Chi Thư, nên ai nấy đều đứng ngồi không yên khi biết có kẻ cố ý gây rối. Kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ, tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên khi Jun Sik dâng lên chiếc áo yếm của kỹ nữ đẹp nhất mẫu đơn các. Không những thế còn được nàng đích thân chép tặng một bài thơ lên áo, mặc dù cay cú nghiến răng nghiến lợi, nhưng Insu vẫn phải công nhận Jun Sik trở thành trạng nguyên mới. Và trao cho cô một đặc quyền yêu cầu bất cứ thứ gì, trái ngược hoàn toàn với nữ chính, Cho Sơn vì không muốn tổn hại thanh danh của nàng Ha Eun, nên đã chủ động nói mình không thể hoàn thành nhiệm vụ, hình phạt dành cho anh là phải ngâm mình dưới dòng nước, đã bị các tân sinh khác đi tiểu lên. Vì không nỡ để Cho Sơn chịu sự sỉ nhục nên Jun Sik đã xin phép, được dùng đặc quyền trạng nguyên mới để giải vây cho nam chính. Sau khi được giúp đỡ, Cho Sơn vỗ vai gọi Jun Sik và hứa có dịp sẽ trả lại ơn huệ này, mong chờ được xem con trai tả tướng ngâm mình dưới nước tiểu mà không thành. Hong Gia trực chờ để chế giễu Cho Sơn cho bõ tức, nhưng đối phương cũng không phải dạng dễ bị bắt nạt, vẫn như mọi lần Cho Sơn coi khinh ra mặt với những kẻ cậy quyền ức hiếp người yếu thế. Jun Sik lúng túng không biết phải làm sao cho đêm đầu tiên ở chung phòng với nam nhân, thì lúc này người bạn cùng phòng còn lại cũng xuất hiện. Hong Sức nổi tiếng là con ngựa bất kham, không sợ trời không sợ đất, vừa vào đến đã nổi điên đuổi Jun Sik và Cho Sơn ra khỏi phòng rồi nằm thẳng cẳng ra ngủ. Jun Sik nhận ra Hong Sức chính là vị đại hiệp hôm trước ra mặt cứu giúp cô khi bị cướp. Sợ bị nhận ra nên nữ chính không dám đối mặt trực tiếp với Hong Sức, nhưng Cho Sơn thì khác, anh cứng rắn đáp trả lại nhân vật có số má trước mặt và kiên định ở lại căn phòng đã được sắp xếp. Jun Sik bị Hong Sức đẩy xuống nằm ngăn ở giữa. Đêm đầu tiên kẹt giữa hai nam nhân, Jun Sik căng thẳng tột độ. Quay sang bên này thì bị đè quay sang bên kia, lại nhìn thấy lấp ló cơ thể nam giới, khó khăn lắm cô mới chìm được vào giấc ngủ kết thúc ngày đầu tiên đi học. Sáng hôm sau, Cho Sơn là người đầu tiên thức giấc, nhìn hai người bạn cùng phòng với dáng ngủ thiên nga bay, anh có ý muốn đỡ Jun Sik nằm vào trong chăn. Đúng lúc cô mở mắt, bàng hoàng đập cả vào đầu Cho Sơn, khiến anh ngã ngửa vào lòng Hong Sức. Kết quả cả hai đều bị quát cho một trận tỉnh cả ngủ. Việc Cho Sơn từ chối những đặc quyền của tân sinh quý tộc khiến nhiều người bàn tán vì cho rằng anh làm màu để được chú ý. Nhưng Cho Sơn đều để ngoài tai những lời đó, thậm chí khi bị Insu cảnh cáo về chuỗi ngày trong gai sắp tới thì Cho Sơn vẫn thờ ơ bỏ đi. Trong giờ ăn sáng, Jun Sik hí hửng ăn thật no thì lại bị Hong Gia đến trêu chọc, cô không nhịn được phun hết cả cơm trong miệng vào mặt anh, làm cho cả phòng ăn cười như được mùa. Vì từng ra mặt giải vây cho Cho Sơn nên Jun Sik cũng nằm trong tầm ngắm bị lôi ra trêu chọc. Insu cũng dằn mặt nữ chính nên biết chọn bạn mà chơi và tốt nhất đừng nên đắc tội với anh nếu không muốn sống dở chết dở trong cái trường này. Có vài tấm chiếu mới có ý định làm thân với Hong Sức, nhưng chỉ cần đối diện với ánh mắt lạnh lùng ấy là đã sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Jun Sik dù sao vẫn chỉ là phận nữ nhi, bị một vị trưởng bối hung ác dọa nạt khiến cô sợ hãi, chạy đến thư phòng tìm Cho Sơn và mong anh hãy chuyển đến Tây Trai. Có như vậy cả hai mới có thể yên ổn sống qua ngày, nhưng đề nghị này lập tức khiến cả hai xảy ra xung đột. Cho Sơn không muốn hèn nhát chỉ vì sợ bắt nạt mà thay đổi lý tưởng sống. Nhưng lời đã hứa thì không thể nuốt lời, cuối cùng Cho Sơn cũng phải chấp thuận trở về Tây Trai trong sự đắc chí của đám quý tộc. Việc Kim Đằng Chi Thư có nội dung bôi nhọ quân triều đình bị giải đơn khắp thành đến tai hoàng thượng, vua lập tức cho truy nã kẻ đã gây ra chuyện này và cho thắt chặt mọi hành tung của dân chúng trong thành. Hong Gia và Hong Sức thế mà lại là cặp bạn chí cốt, biết ông bạn không sợ trời không sợ đất nhưng lại có tật thấy gái là nấc cụt, nên Hong Gia đã cố tình để Hong Sức ở chung phòng với Jun Sik để kiểm tra giới tính của cô. Hôm nay là tiết học đầu tiên do thầy Dung đứng lớp, thầy đặc biệt chuẩn bị một cái chum đi tiểu để làm giáo án. Jun Sik bị thầy Dung xếp ngồi bên cạnh Cho Sơn. Ngay từ đầu buổi học, thầy Dung đã công khai nhận hối lộ từ các tân sinh, sau đó còn biểu diễn vài màn ảo thuật làm cả lớp hào hứng vỗ tay cổ vũ. Xem không nổi một tiết học vô bổ nên Cho Sơn lên tiếng cho rằng thầy giáo đang gây lãng phí thời gian của đôi bên. Thầy Dung thẳng tay đập vỡ cái chum rồi bắt đầu một bài giảng thực sự. Bài giảng của thầy Dung hay đến nỗi Hong Sức đang ngủ cũng phải bật dậy nghe. Đến cuối buổi, tất cả những tân sinh đút lót đều bị đánh trượt, chỉ duy nhất Cho Sơn là được thông qua vì dám dũng cảm chỉ ra cái sai của bậc bề trên. Hết lần này đến lần khác trở thành tâm điểm của sự chú ý, Cho Sơn bị các bạn học gây gổ vì họ cho rằng anh cậy bố làm to mà lên mặt với tất cả trưởng bối không coi ai ra gì. Thấy Cho Sơn suýt chút nữa bị đánh hội đồng nên Hong Sức có lòng nhắc nhở, đi học để làm quan mà cứ tự xa lánh, không chịu giao tiếp với mọi người thì khi nào mới làm được việc lớn. Bên này, Jun Sik bị kéo đi nhậu làm thân cùng nhóm bạn học. Thấy các bạn học một hơi uống hết bát rượu, cô cũng nhắm mắt nhắm mũi uống cạn, uống xong còn được mời ăn bạch tuộc làm thân. Vào lúc này, chủ tiệm sách xuất hiện và cùng Jun Sik vào phòng thư để nói chuyện. Trong phòng còn có cả sự góp mặt của tiểu thư Ha Eun cùng nô tỳ. Hai người cốt là muốn hỏi xem Cho Sơn có tham gia tiệc rượu cùng các bạn học không. Đương nhiên, những chỗ xô bồ như này Cho Sơn sẽ không bao giờ đặt chân đến. Thế mà những lời của Hong Sức lại khiến Cho Sơn thực sự suy nghĩ, anh đã đến chỗ các tân sinh uống rượu và đứng bên ngoài vô tình nghe được những lời bất mãn của mọi người đối với mình. Duy chỉ có một mình Jun Sik là lên tiếng bênh vực vì cô biết hôm nay Cho Sơn không hề sai, có người ra ngoài thì phát hiện Cho Sơn đã đứng nghe từ lúc nào.
Jun Sik có lời mời anh vào ngồi cùng mọi người cho vui, cho sơn thế mà lại phá bỏ nguyên tắc từ xưa đến nay, uống cạn một bát rượu lớn để gần gũi hơn với các bạn học. Phía bên này, hội quý tộc của Insu cũng đến kỹ viện chơi, anh ta tỏ ra rất tức tối vì bị Josun từ chối tiếp rượu vì còn mải mê thương nhớ Jun Sik. Insu thề sẽ chứng minh cho nàng kỹ nữ đẹp nhất mẫu đơn các thấy, giữa anh ta và Jun Sik ai mới là người mạnh nhất. Sau khi kết bạn với các tân sinh khác trở về, Cho Sơn thông báo sẽ chuyển đến Tây Trai Thể theo nguyện vọng của Jun Sik. Có hơi men trong người nên hormone nữ tính trong người Jun Sik lại xuất hiện. Cô chân thành cảm kích nhờ có Cho Sơn mà lần đầu tiên cô được đi học và kết thêm được nhiều bạn mới. Vì thế Jun Sik quyết định rút lại lời đề nghị quá đáng lúc sáng, Cho Sơn không cần phải chuyển đến Tây Trai nữa. Nam chính chưa kịp vui thì cơn say kéo đến khiến anh nôn mửa khắp nơi. Hội Insu trở về với cục tức chưa nuốt trôi thì hay tin Jun Sik và Cho Sơn đi chơi đêm chưa về, lợi dụng quy định giờ giới nghiêm. Insu ra lệnh cho quản giáo đóng cửa nhốt cả hai ở ngoài, nữ chính than trời bị vạ lây vì tên say bí tỉ kia. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra, lúc quan trường đi điểm danh thì Jun Sik đã kịp thời có mặt, ngay cả Cho Sơn cũng đã ngủ ngay ngắn trong phòng, hóa ra là Hong Gia đã ra mặt giúp đỡ. Chỉ cho cả hai đi đường bí mật vào trong trường, không những thế Hong Gia còn chúc mừng Jun Sik đêm nay được ở riêng với Cho Sơn mà không bị ai làm phiền. Vì bạn cùng phòng của họ còn đang mải mê đánh bài, Hong Sức bị quân lính bắt tại trận và áp giải về gặp phụ huynh, cha của anh cũng làm quan trong triều và thuộc phe Tiếu Luận. Hong Sức còn có một anh trai đoàn mệnh mất sớm, quan hệ cha con lúc nào cũng căng thẳng vì anh một mực chống đối mọi yêu cầu của cha. Bên này Jun Sik còn căng thẳng hơn cả đêm đầu tiên, Cho Sơn say xỉn nhất quyết đòi cởi hết đồ mới chịu đi ngủ. Hai cô phải chạy vội ra ngoài hiên ngủ, sáng hôm sau nhớ lại những việc mình làm đêm qua, Cho Sơn xấu hổ chẳng dám đối mặt với Jun Sik. Đại xạ lễ là cuộc thi bắn cung do đích thân hoàng thượng tổ chức, có thưởng có phạt cho tất cả tân sinh tham gia. Jun Sik không muốn bị đứng bét sổ nên cũng cầm cung tên thử bắn, thấy cô lúng túng nên Cho Sơn chủ động hướng dẫn cô cách bắn cung. Đại xạ lễ vốn đã bị ngăn cấm từ lâu nhưng lần này hoàng thượng lại cho tổ chức ngay tại thời điểm có kẻ đang gây nhiễu bằng kim đằng chi thư. Động thái này khiến cho phe Lão Luận đứng ngồi không yên. Bên này hoàng thượng kể cho thầy Dung nghe về một tiến sĩ từng dạy học trong triều và là người cuối cùng được tiếp xúc với kim đằng chi thư. Trong di thư vị tiến sĩ này để lại có hàm ý về thứ cần tìm đang được giấu trong khuôn viên ký túc, đó là lý do hoàng thượng cử thầy Dung về giảng dạy tại đây. Lúc sau khi Cho Sơ rời đi, Jun Sik đã lên tiếng bảo vệ Cho Sơ khỏi những lời chê bai dè bỉu của nhóm quý tộc Hồng Hách. Insu ngứa mắt lôi cô ra chơi trò bắn táo thì lại bị Cho Sơn xuất hiện ngăn cản. Cả Hong Sức cũng liều mình bảo vệ nữ chính khỏi nguy hiểm. Jun Sik vì quá sợ hãi đã ngất lịm và được đưa đến chỗ thầy Dung ngay lập tức. Thầy Dung xem mạch và phát hiện bí mật động trời Jun Sik là con gái, ông ra ngoài lấy lý do Jun Sik bị bạo bệnh. Để không ai được phép lại gần trong lúc chữa trị, nữ chính tỉnh lại đã vội vàng quỳ gối xin lỗi nhưng thầy Dung vô cùng tức giận, kêu cô trở về nhận tội khi cô dám lừa quân vương. Từ giờ đến lúc tuyên bố hình phạt, Jun Sik phải giữ kín bí mật này. Cho Sơn tìm gặp và coi khinh hành vi bắt nạt của trưởng nghị là không đáng mặt nam nhi. Insu vằn mắt cảnh cáo tất cả những kẻ làm hắn chướng mắt, rồi sẽ nhận được những thứ còn kinh khủng hơn thế nếu cứ ngoan cố chống đối. Cho Sơn cũng không nhượng bộ, anh sẵn sàng tuyên chiến nếu cần thiết. Vừa bị đối thủ dằn mặt thì Insu lại tiếp tục đối diện với sự cảnh cáo đến từ Hong Sức, đừng bao giờ lôi tính mạng người khác ra làm trò đùa. Công tử Hong Gia cảm thấy có điều khả nghi vì thầy Dung nói Jun Sik mắc bạo bệnh mà trong sổ lại không ghi tình trạng, cũng không có thầy thuốc đến chữa. Thầy Dung chỉ nghiêm mặt chỉnh đốn lại học trò chứ không giải thích. Trong triều đình, phe Lão Luận cố gắng ngăn cản hoàng thượng tổ chức đại xạ lễ nhưng không thành. Binh phán và tả tướng rất lấy làm bất an, nhất là sau khi phát hiện thầy Dung được hoàng thượng gửi gắm vào trường dạy học có liên quan đến vị tiến sĩ từng bị cắt chức năm xưa. Hóa ra năm xưa thầy Dung cũng là học trò của vị tiến sĩ ấy. Tiến sĩ có một cô con gái nhỏ tên là Chun Hee vô cùng yêu thích việc học. Nghĩ đến sự ham học của cô bé Chun Hee, thầy Dung lại càng bận lòng về trường hợp của Jun Sik, thế nên ông đã quyết định không bẩm báo với vua rằng Jun Sik là nữ giả trai. Không những thế, thầy Dung còn bảo vệ cô tránh khỏi việc truy tìm kim đằng chi thư của triều đình. Thấy Jun Sik buồn nên Cho Sơn tìm cách động viên, anh muốn cô tập bắn cung để chuẩn bị cho buổi đại lễ sắp đến. Jun Sik bắn mãi vẫn không khá lên là bao, nhưng chỉ cần nhớ đến em trai và mẹ ở nhà cùng những trọng trách đáng quý khi trở thành tân sinh của triều đình, cô lại nuốt nước mắt vào trong mà cố gắng. Các tân sinh khác nhìn mà xót xa. Jun Sik có gắng sức thế nào cũng không bắn nổi một mũi tên ra hồn. Cô bật khóc muốn bỏ cuộc nhưng Cho Sơn không đồng ý. Ngay cả Hong Sức cũng xuất hiện bênh vực nữ chính. Nhưng Cho Sơn vẫn kiên quyết muốn cô kiên trì tới cùng. Điều này đã chạm đến giới hạn của Jun Sik. Cô trút ra một tràng uất ức rồi bỏ đi. Cho Sơn vì đuổi theo nên không may bị đổ cả khung lều vào người. Kết quả băng bó toàn thân nhưng anh vẫn một mực xin phép thầy Dung được tiếp tục tham gia đại xạ lễ. Cho Sơn vẫn quyết định xách cung đi tập mặc cho sự can ngăn của các bạn học. Vai phải bị thương thì chuyển sang vai trái, anh muốn làm gương cho Jun Sik và cùng cô hạ quyết tâm chiến thắng kỳ đại lễ. Có không ít người ngầm cho rằng trưởng nghị Insu vì sợ thua cuộc nên cử người đi hãm hại Cho Sơn. Điều này hoàn toàn sai vì Insu còn đang tức giận vì lỡ mất cơ hội cạnh tranh công bằng với đối thủ.
không khí chuẩn bị ngày càng tất bật, quan trưởng muốn nhân cơ hội lấy lòng hoàng thượng nên đặc biệt chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ông ta thậm chí còn nhờ cậy cả kỹ nữ Josun đến tham gia cùng. Josun được dịp chảy chốt thật đẹp đẽ để xuất hiện trước mặt công tử nàng thích. Ở một diễn biến khác, tiểu thư Ha Eun đi mua tiểu thuyết thì lại nghe ông chủ tiệm ba hoa về những chuyện tình đẹp như cổ tích. Về đến nhà lại còn hay tin công tử Cho Sơn bị thương trong lúc luyện tập cho buổi đại lễ. Tiểu thư Ha Eun vội vàng xin phép cha được đến tham gia đại xã lễ. Ban đầu Binh Phán không đồng ý nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ làm con gái buồn lòng nên đồng ý cho cô đến xem. Bên này Cho Sơn gắng sức bắn những mũi tên đầu tiên của tay trái đều bị đâm xuống dưới đất. Không bỏ cuộc, anh vẫn âm thầm rèn lực tay mọi lúc mọi nơi. Bất kể ngày hay đêm, người ta vẫn thấy Cho Sơn đang tập bắn, ngay cả khi quản giáo cầu xin anh ngừng bắn. Để họ đóng cửa về nghỉ ngơi thì Cho Sơn vẫn ở lại. Thấy đối thủ kiên trì như vậy, Insu lại nổi máu hiếu thắng. Anh ta bắn liền một phát 3 mũi tên trúng chính xác tâm, thề sẽ khiến Cho Sơn phải cúi đầu khuất phục. Hong Sức đang nằm hóng gió trên cây thì vô tình nghe được hội tân sinh nói với nhau chuyện hãm hại Cho Sơn. Anh nổi giận dạy dỗ cho đám tân sinh này một trận, rồi mang áy náy đến giúp Cho Sơn luyện tập. Jun Sik luôn đứng từ xa dõi theo Cho Sơn miệt mài học tập. Cô đắn đo rất nhiều về việc rời đi và muốn đến nói chuyện với thầy giáo. Thầy giáo biết Jun Sik ham học và tinh thông kiến thức, bèn tặng lại cho cô quyển sách quý. Vừa ra đến ngoài lại thấy Cho Sơn cả người bị thương mà vẫn dầm mưa tập cung, thấy được quyết tâm thành tài của anh và được Hong Sức tận tình chỉ bảo quan tâm. Điều này khiến Jun Sik nhận ra cô thật lòng muốn gắn bó với chốn trường nghĩa. Nữ chính chạy một mạch đến chỗ thầy Dung, quỳ gối cầu xin thầy hãy cho cô một cơ hội được dùng cả tâm và trí cống hiến cho đất nước. Trước lời đề nghị khẩn thiết, thầy Dung đã cho cô một cơ hội để chứng minh bản thân. Jun Sik phải vượt qua các nam nhân, giành được chức trạng nguyên trong kỳ đại xã lễ mới có thể ở lại. Jun Sik lấy lại tinh thần chiến đấu, cô đến tìm Cho Sơn để làm lành và nhờ anh giúp đỡ, nhưng tình hình vẫn không khá lên là mấy. Dù sao Jun Sik cũng là phận nữ nhi thể lực yếu ớt, dù có cố gắng hơn người vẫn chưa thể bắn trúng đích. Cô chán nản bỏ đi thì lại đụng trúng đám quý tộc đang nhởn nhơ. In Su buông ra một tràng cà khịa đầy coi thường với cả Jun Sik và Cho Sơn, khiến cô tức tối đáp lại không chút kiêng nể. Nữ chính yêu cầu đối đầu với trưởng nghị để giành chức trạng nguyên, ai thua sẽ phải công khai xin lỗi và thừa nhận chiến thắng của người kia trước hoàng thượng và tất cả mọi người có mặt. Sau khi nghe thấy Jun Sik chơi lớn thách thức cả trưởng nghị, Cho Sơn càng hạ quyết tâm giúp cô giành chức trạng nguyên. Các bài tập của anh cũng trở nên nghiêm khắc và quy củng hơn, bắt đầu luyện tập cho cô từ bước rèn sức cho tay cầm cung cho đến chạy bền và thiền định. Cứ như vậy hai người ngày càng có cơ hội gần gũi với nhau hơn. Trình độ của Jun Sik nhờ thế mà tốt lên từng ngày, cô bắt đầu bắn trúng được đích ngắm ở các cự ly xa hơn. Bên này Hong Sức cũng trở thành đối tượng thuộc dạng khiêu khích của Isu. Có điều đối với mấy trò tranh đấu cướp giành, Hong Sức chưa từng có ý định tham gia. Khi biết Jun Sik dám thách thức cả trưởng nghị, Hong Sức cũng thấy mừng cho cô. Từ tờ mờ sáng, nữ chính đã dậy để tập luyện. Thấy cô vất vả như vậy, Cho Sơn luôn kề vai sát cánh. Hong Sức cũng quan tâm cổ vũ cô bằng nhiều cách. Thấy năng lực của đối thủ cứ ngày càng tốt lên, nhóm quý tộc bắt đầu dè chừng. Thầy Dung nhìn ra sự quyết tâm của tân sinh nhỏ bé này, nhưng để giật được giải trạng nguyên, xem ra còn là một câu chuyện dài. Jun Sik chỉ biết cố chấp bắn cung đến rách cả tay mà vẫn không trúng hồng tâm. Hong Sức kiên quyết bế bổng cô đi chữa thương và tư vấn. Là do Jun Sik đang quá nóng vội nên mới không thể vững cung bắn trúng tâm, nhận được sự quan tâm và tin tưởng từ một nhân vật đầu đội trời chân đạp đất. Nữ chính rất cảm kích và càng thêm quyết tâm chinh phục giải trạng nguyên. Cô hy vọng Hong Sức cũng sẽ có mặt trong ngày đại xã lễ. Không cần ra mặt đi thi, chỉ cần có mặt coi như cổ vũ nhau là được. Hong Sức nghe xong ngẩn cả người, anh còn vô thức nức cụt và toàn bộ cảnh này đều đã bị Hong ra chứng kiến. Cuộc đối đầu đầy căng thẳng giữa Cho Sơn và In Su chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của tiểu thư Ha Eun. Cô được cha đồng ý cho đến trường thi thăm anh trai. Nhưng thực chất tiểu thư chỉ tập trung ngắm trộm vị công tử cô thầm thương. Jun Sik vô tình nhìn thấy cảnh Cho Sơn và tiểu thư Ha Eun, cười nói thân thiết, trong lòng cảm thấy có chút thất vọng. Cho Sơn được con gái yêu của Binh Phán quan tâm đặc biệt, cô còn tự tay chuẩn bị bao sơn hào hải vị đút cho chàng ăn. Điều này khiến bao nho sinh khác phải nghiến răng vì ghen tị. Ấy thế mà nam chính lại thẳng thừng từ chối và nói tiểu thư đừng lấy danh nghĩa con nhà quý tộc để đến trường thi nữa. Vì ở đây vốn đã cấm nữ nhi ra vào tự do, bị người mình thích lạnh nhạt như vậy, Ha Eun mắt ngấn lệ, nhưng vẫn cố gắng lạc quan hẹn cơ hội lần sau gặp lại Cho Sơn. Ngày mai đại xã lễ đã chính thức diễn ra mà Jun Sik vẫn nhát được nhát trúng hồng tâm, nên thầy Dung đã chủ động gặp cô ở chỗ vắng người và khuyên Jun Sik nên rút lui sớm cho nhẹ tội. Tất nhiên nữ chính không chấp nhận để bản thân hèn nhát như vậy, cô vẫn kiên định ngày mai phải bắn đến mũi tên cuối cùng thì thôi. Mọi sự cố gắng đều đã được đền đáp, cuối cùng thì Jun Sik cũng bắn trúng được hồng tâm. Cho Sơn đứng đằng sau ghi nhận thành quả của người bạn nhỏ bé mà kiên cường. Cả hai vui sướng cùng cười với nhau. Phía bên này đám người quý tộc nhận được tin báo, trong khi In Su vẫn tự tin ngút trời thì đám thuộc hạ lại tỏ ra bất an dè chừng. Khi tất cả quan trong triều tụ tập để chuẩn bị trước ngày đại lễ thì kẻ giấu mặt lại xuất hiện, bắn một mũi tên sát sườn tả tướng làm náo loạn cả một vùng. Ngay lập tức các binh lính truy lùng giáo giết, lần này kẻ giấu mặt không còn may mắn như những lần trước, anh ta vô ý ngã xuống và bị bao vây. Trong lúc vùng vẫy thoát khỏi sự giam hãm đã không may bị trúng một mũi tên, khó khăn lắm mới trốn vào bán thôn để tẩu thoát. Kẻ giấu mặt không ai khác chính là Hong Sức kiệt ngao lừng lẫy trong thành. Tả tướng dễ dàng khoanh vùng được thủ phạm là tân sinh của trường thi, dựa vào văn phong trên tờ truyền đơn và khả năng mất dấu ở bán thôn.
ông ta gia hạn cho binh phán cơ hội cuối cùng để bắt được thủ phạm vào ngày mai khi đại xạ lễ diễn ra. Hong Sức vừa phải tránh bị quản sinh phát hiện, vừa cố nén đau ở vết thương đang chảy máu đầm đìa, tình huống gây khó cho Jun Sik và cho Sơn vì điều kiện để tham gia đại xạ lễ là phải có tổ đội tương ứng với các phòng ở ghép. Nếu trong từ giờ đến sáng mai Hong Sức vẫn chưa trở về thì cả hai nhân vật chính đều không được tham gia thi. Jun Sik một lòng tin tưởng sư huynh sẽ giữ lời hứa tham gia vào ngày mai, nhưng vẫn không giấu nổi bất an khi nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Không chỉ hai nhân vật chính mà các thầy giáo sau khi nghe tin đều cảm thấy lo lắng đứng ngồi không yên. Lúc này Hong Sức chỉ biết trốn vào một chỗ tự mình xử lý vết thương, nhưng vì mất quá nhiều máu nên anh ngất lịm tại chỗ. Phía binh phán cũng bí mật cho người chuẩn bị kế hoạch bắt sống thủ phạm, nếu cần thiết ông ta không ngại giết người diệt khẩu để đảm toàn bí mật. Tất cả các khâu chuẩn bị cho đại xạ lễ đều đã sẵn sàng. Nàng Jo Sun và dàn kỹ nữ xuất hiện trong sự hào hứng của những nam sinh. Bên ngoài thành, dân chúng phấn khởi rủ nhau đặt cược vui như mở hội. Hoàng thượng cũng chuẩn bị lên đường đến trường thi. Trước khi xuất phát, không quên căn dặn các bố lão hãy để mọi việc không hay ở lại để thực sự tận hưởng ngày vui lớn của đất nước. Lần điểm danh đầu tiên trước khi điện hạ ra đáo, Hong Sức vẫn vắng mặt. Cho Sơn và Jun Sik đối diện với khả năng bị loại ngay từ vòng gửi xe và còn phải đối diện với sự dè bỉu chê cười của đám quý tộc. Lúc này Hong Sức lờ mờ tỉnh lại, gắng gượng băng bó vết thương rồi lẻn vào trường thi, nhưng lại bị quân của binh phán bắt được. Vì Hong Sức vắng mặt nên Cho Sơn và Jun Sik chính thức bị gạch tên. Những tưởng sẽ phải nhận bàn thua tại đây thì Hong Sức lại bất thình lình xuất hiện, ung dung và ngạo nghễ tuyên bố chốt sổ danh sách thi. Hóa ra Hong Gia đã ra mặt cứu Hong Sức một bàn thua trông thấy, anh đe dọa tố cáo đám người dám giả mạo quan sinh để vào trường thi gây sự. Còn không quên gọi thêm vị quản sinh đang chạy ngược chạy xuôi tìm Hong Sức về điểm danh, nhờ thế mà Hong Gia lại được quản sinh vỗ mông khen thưởng không ngớt. Bên này Hong Sức cũng chính thức về phe cặp đôi chính và tuyên chiến với toàn nhóm quý tộc của trường nghị, cả ba nhìn nhau cười tỏ ý đã sẵn sàng. Còn có thêm cả sự góp mặt của công tử Hong Gia, tạo thành bộ tứ soái ca làm siêu lòng biết bao cô gái. Hoàng thượng bắn mũi tên chính thức khai mạc hội thao. Các nho sinh hí hửng chọn cho mình một cái cung thật tốt để thi đấu. Hong Gia cười đùa vô tình chạm phải vết thương của Hong Sức khiến anh đau điếng. Cùng với đó, binh phán căn dặn quan binh chú ý những nho sinh trong diện tình nghi, thủ phạm bị thương nặng mà bắn cung liên tục chắc chắn sẽ chảy máu. Hơn nữa cách phóng tiễn mũi tên của tên này cũng rất đặc biệt, khác hoàn toàn với nho sinh bình thường nên càng dễ nhận biết. Đại xạ lễ chia làm 3 vòng thi đấu có chức năng tuyển chọn tổ ưu tú nhất làm trạng nguyên, người nào đạt trạng nguyên sẽ được đích thân điện hạ ban cung và trao thưởng. Không khí trước buổi thi đấu nóng hơn bao giờ hết. Phía bên ngoài thành, tiểu thư Ha Eun cũng tham gia vào cuộc cá cược. Đương nhiên là cô không thèm cổ vũ cho anh trai, cược toàn tập vào tổ đối thủ bao gồm Jun Sik, Cho Sơn và Hong Sức. Jun Sik là thí sinh thi đầu tiên mà ai nấy theo dõi đều nín thở vì hồi hộp, trong khi nữ chính nhận được toàn điểm giỏi thì đội quý tộc lại ăn toàn điểm kém. In Su đứng nhìn mà tức nghiến răng nghiến lợi, Cho Sơn nhắc nhở Jun Sik đừng quá tự mãn, vì dù sao vẫn còn 2 vòng thi nữa mới biết thắng thua. Ba người đội trung nhị cứ lần lượt nhận điểm 9-10. Luôn nằm trong top ứng viên chiến thắng, tất cả nữ nhân đều say mê cổ vũ cho bộ ba soái ca, cả Hong Gia và In Su đều phát hiện, nữ nhân Jo Sun đặc biệt dùng ánh mắt si tình cho Jun Sik. Trưởng nghị nổi máu hiếu thắng bắt đầu xung trận, trải qua 2 vòng đấu đầy kịch tính, không nằm ngoài dự đoán chỉ có đội trưởng nghị và trung nghị được vào chung kết. Trong giờ giải lao, Hong Gia tranh thủ ôm vai bá cổ với các người đẹp, nhân cơ hội đó nhắc nhở nàng Jo Sun nên tiết chế sự quan tâm đặc biệt dành cho Jun Sik, vì rất có thể điều này sẽ khiến lòng ghen của In Su nổi lên mà làm chuyện không hay. Bên này In Su đang nghiêm túc nhắc nhở tên thuộc hạ tập trung hết sức lực vào vòng chung kết, đừng để hắn phải thua trong nhục nhã. Cho Sơn muốn mang nước đến cho Jun Sik nhưng lại thấy cô đang cười đùa thân thiết với Hong Sức, nghĩ lại lúc nào cô cũng giữ khoảng cách với mình. Cho Sơn cảm thấy có chút ghen tị tự mình tu sạch chai nước, hai người mải đuổi bắt với nhau mà không biết đã đánh rơi cây cung và bị người của In Su nhặt được và đem đi đổi thành cung đều. Jun Sik chạm trán tên trưởng nghị hống hách đúng lúc nàng Jo Sun đi tới, nàng ngang nhiên xem nhẹ sự có mặt của In Su mà tiến về phía Jun Sik. Nói lời quan tâm ân cần và không quên đôi lời mỉa mai dành cho In Su, Jo Sun tuyên bố trái tim mình đã dành cho nam nhân trượng nghĩa Jun Sik. Nhưng vì không muốn chàng bị người khác ghen tức mà hãm hại nên đành nuối tiếc rút lại đoạn tình cảm này. In Su giận đến mức đỏ cả mắt, tay nắm thành quyền mà không làm gì được. Bên này hoàng thượng bất ngờ thông báo quyết định trước khi tiến hành vòng chung kết, người chiến thắng sẽ được lựa chọn làm tay chân thân cận bên cạnh hầu hạ vua chuyện triều đình. Các nho sinh bốc thăm để chọn đối thủ, vòng thi cam go nhất Jun Sik sẽ đối đầu với In Su. Phía Cho Sơn không có gì đáng phải quan ngại, anh bắn bách phát bách trúng và dễ dàng tiễn đối thủ ra khỏi vòng loại. Người của binh phán giáo giết truy tìm thủ phạm mà mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người Hong Sức, thế nhưng Kiệt Ngao lại đang bắn trượt liên tục. Không giống với tác phong của tên thủ phạm, khiến đám người binh phán càng thêm rối trí. Hong Sức vì để bảo vệ bản thân mình mà phải đẩy Jun Sik vào thế khó, nên anh cảm thấy áy náy không dám đối diện, thế nhưng cô lại rất vui vẻ khích lệ sư huynh đừng phiền lòng và hãy tin tưởng cô có thể dành hết sức lực ra để đem vinh quang trở về. Binh phán phát hiện Jun Sik mắt ngấn lệ trên sàn đấu nên nghĩ cô chính là thủ phạm đang nén đau để bắn cung. Ông ta căn dặn thuộc hạ sau khi kết thúc phải tóm gọn đối phương ngay lập tức, mà không hề hay biết đó chỉ là những giọt nước mắt chứa đựng sự áp lực. In Su bắn trúng hồng tâm ngay từ 2 phát đầu tiên, nhưng đến phát cuối cùng không hiểu vì sao hắn lại cố tình bắn lệch tâm. Trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của tất cả mọi người, trong khi đó Jun Sik không mấy suôn sẻ ở 2 phát đầu tiên,
Ở lần bắn cuối cô gặp trục trặc phải đổi cung và cầm trúng cái cung đã bị đám quý tộc giở trò. Jun Six giơ lên ngắm bắn nhưng dây cung cứng một cách bất thường khiến tay cô rỉ máu. Thầy Dung phát hiện điều bất thường muốn hỗ trợ, nhưng nữ chính kiến quyết từ chối, mặc kệ vết thương ở bàn tay máu chảy thành dòng, Jun Six vẫn xuất sắc bắn trúng Hồng Tâm và giành được điểm tuyệt đối. Cô trở thành nhân vật được tất cả mọi người tung hô và khiến cho Sơn vô cùng tự hào. Bên này Hong Sức phát hiện cây cung là có người cố ý hãm hại Jun Six, anh nổi nóng định tìm đám quý tộc đê tiện tính sổ nhưng lại bị Hong Giang ngăn cản. Vì không sớm thì muộn bọn chúng cũng tự sinh tự diệt với nhau. In Su đúng là đang nổi nóng vì đám thuộc hạ ngu ngốc phá hỏng cả kế hoạch của hắn. Hoàng thượng đặc biệt khen thưởng và trao giải cho hội trung nhị, đồng thời gửi gắm nhiều hy vọng vào ba nhân tài có thể gây dựng đất nước tốt đẹp hơn. Cuối ngày thầy Dung xử lý vết thương ở tay cho Jun Six và một lần nữa khuyên cô nên rút lui sớm nhưng Jun Six vẫn chưa thể buông bỏ lòng kiên định ở chốn trượng nghĩa này. Tối đó tất cả nho sinh đều uống rượu ăn mừng chiến thắng, duy chỉ có trưởng nghị In Su là không nuốt trôi cục tức này. Vì Jun Six và Hong Sức vắng mặt nên Cho Sơn bất đắc dĩ trở thành nhân vật chính để tiếp rượu mọi người. Tiểu thư Ha Eun cũng đích thân có mặt để chung vui. Cô tặng riêng cho chàng chiếc khăn thêu tay bằng cả tấm chân tình và đương nhiên nam chính vẫn tàn nhẫn từ chối người đẹp. Jun Six phải tập luyện cả buổi để nói lời cảm ơn thân tình nhất với Cho Sơn, thế là lại bắt gặp cảnh ôm ấp thắm thiết của anh với tiểu thư nhà binh phán. Cô chỉ có thể ngượng ngập uống cạn một chén rượu ăn mừng rồi lững thững rời đi. Cho Sơn có đuổi theo nhưng Jun Six giận dỗi không cần. Cô đi dạo được một đoạn nữa thì trời đổ mưa. Đã thế còn gặp thêm cả tên quý tộc đáng ghét đang say xỉn rồi chửi đồng. Tức mình nữ chính quyết định vật lộn đánh đấm với hắn một hồi cho thỏa cơn tức. Sau đó trở về tìm một phòng kín để tắm rửa. Jun Six cử mải mê nghịch nước mà không hề hay biết cảnh này đã bị Hong Sức bắt gặp. Là người đầu tiên trong số các nho sinh phát hiện ra bí mật động trời này, Hong Sức sốc đến nỗi nức nghẹn. Thấy Hong Gia và Cho Sơn có ý định tiến lại gần căn phòng, Hong Sức kịch liệt ngăn cản, thậm chí còn cố tình hét to đập cửa để đánh động cho Jun Six ở trong nghe thấy. Nhưng lỡ tay đập mạnh quá làm thanh cài cửa bị bung ra, Hong Sức liều mình vật lộn ở dưới đất với Hong Gia để ngăn cản. Thế mà Cho Sơn lại cứ ung dung mở cửa đi vào, lúc cả ba chàng xông vào thì không thấy Jun Six đâu, hóa ra cô đã kịp trèo lên nóc tủ trốn tạm. Sự ồn ào đã thu hút chú ý của các quản giáo, họ yêu cầu ba nho sinh lập tức ra khỏi khu vực này và về phòng đi ngủ. Cho Sơn vẫn không yên tâm định đi tìm Jun Six tiếp mà lại bị Hong Sức lần nữa kịch liệt can ngăn. Trong khi đó nữ chính đang tức tối chạy thì lại bị thầy Dung bắt được. Thầy Dung nghiêm mặt nhắc nhở Jun Six là đang treo ngược tính mạng mình lên sợi dây, nếu đã dám dấn thân thì chí ít cũng phải biết đảm bảo tính mạng cho mình. Bên này những tên tay sai khẩn cầu trưởng nghị cho họ cơ hội để trả thù rửa nhục. Chỉ thấy In Su bật cười thành tiếng rồi đôi mắt đỏ ngầu, hắn thề sẽ khiến tất cả những kẻ đứng về phe Cho Sơn phải nếm mùi đau khổ. Cả Cho Sơn và Hong Sức đều trằn trọc không ngủ được khi vắng bóng Jun Six, mãi sau cô mới dám rón rén nằm vào giữa hai vị nam nhân. Hong Sức cố nén cơn nức cụt chạy ra ngoài. Hong Gia biết bạn mình đã phát hiện bí mật Jun Six là con gái nên tìm cách trêu chọc. Nổi tiếng là kiệt ngao đầu đội trời chân đạp đất, thế mà chỉ cần nhắc đến vấn đề này Hong Sức đã ngượng ngùng xấu hổ, mới nhìn thấy Jun Six ngủ mà anh đã tưởng tượng ra. Cô trong hình hài nữ nhi xinh đẹp rồi lại nấc thành tiếng, nhặt chiếc khăn tay rơi trên sàn, Hong Sức mới nhớ ra Jun Six chính là cô gái đã từng được anh ra tay cứu giúp. Kiệt ngao phải quấn chăn khắp người và lấy khăn bịt miệng để khỏi cơn nấc, quay sang đã thấy Jun Six nằm nép sát vào người Cho Sơn. Vì muốn giúp cô tránh xa khỏi nam nhân nên Hong Sức chủ động thế chỗ, nên sáng hôm sau Cho Sơn được dịp hết hồn. Cả ba tỉnh dậy trong trạng thái ngơ ngác khi vị trí bị thay đổi. Lúc vệ sinh cá nhân, Hong Gia không quên tung hứng vui vẻ với Jun Six, khiến cô tươi cười sảng khoái. Nữ chính còn vui hơn nữa khi nhận được tiền chu cấp và được về thăm nhà, hàng tháng các nho sinh sẽ được về thăm nhà một ngày. Trước khi đi phải hoàn tất các thủ tục bảo quản đồ đạc và cam kết không dính líu đến tệ nạn trong kỳ nghỉ. Cho Sơn đã đợi sẵn để đưa cho Jun Six chút thuốc bổ, vì anh biết ở nhà cô còn có cậu em trai bị bệnh nặng, đám người quý tộc lại đến gây sự. Họ ném đồ ăn và thuốc xuống dưới đất như của bố thí, In Su nói rằng những thứ này để lại trường cũng không có ai ăn. Rồi cũng phải đem cho châu bò nhá nên kêu Jun Six đem về dùng cho đỡ phí, câu này rõ ràng có ý xúc phạm cả nhà Jun Six. Hong Sức không nhịn được túm cổ áo In Su gây gổ nhưng lại bị Jun Six ngăn lại, cô nín nhịn nắm chặt tay cúi đầu cảm ơn trưởng nghị rồi ấm ức rời đi. Hong Sức sợ cô lại bị tổn thương rồi khóc một mình như lần trước nên lén đi theo sau, Jun Six ghé vào mua đồ ăn ngon đem về nhà. Cô còn không quên chia sẻ đồ ăn cho hai đứa trẻ đang bị đói, nữ chính đứng trước quầy hàng dành cho nữ mà phát thèm, thế mà vô tình bên cạnh lại là hội của tiểu thư Ha Eun. Jun Six vội vàng né mặt, Hong Sức phát hiện bị đám lạ mặt theo dõi, túm đại một tên tra hỏi thì mới biết chúng là thuộc hạ của binh phán. Ngày nghỉ lễ cũng là ngày sinh nhật của Tả tướng, Cho Sơn trở về trước sự mừng rỡ của mẹ nhưng cha thì không, Tả tướng ý tứ rằng con trai có thể làm hài lòng vua. Nhưng không bao giờ được quên xuất thân là phe lão luận, hai cha con không có chung tiếng nói, trong khi Tả tướng chỉ muốn chia bè kết phái, thì Cho Sơn lại một lòng hướng đến sự đoàn kết và chia sẻ. In Su cũng trở về gặp cha, đúng lúc binh phán đang dạy dỗ thuộc hạ vì để bị phát hiện việc theo dõi, In Su khuyên cha không nên mất công với Jun Six nghèo hèn nữa.
vì giờ đây anh đã có cách để lôi kéo Cho Sơn về phe Lão Luận. Em gái Ha Eun sẽ là quân bài tốt để lên kế hoạch sắp đặt một mối liên hôn giữa hai gia đình. Tiểu thư Ha Eun si mê Cho Sơn đến nỗi tìm gặp cả thầy bói để xin sự trợ giúp. Bốc phải lá bài con gấu không may mắn, tiểu thư Ha Eun buồn rơi nước mắt, về sau được thầy chỉ cho cách giả trai để chinh phục Cho Sơn. Chiêu này dùng với một người khẳng khái như Cho Sơn lại thành ra tác dụng ngược. Anh dứt khoát bẻ gãy bùa yêu và chê trách tiểu thư Ha Eun cổ suý mê tín. Phía bên này Jun Sik về thăm chủ tiệm sách thì bị ông ta rủ dê viết thư tình kiếm tiền tiếp. Trong lúc thuyết phục, cô đã vô tình để lộ thông tin người cọc tiền cho Jun Sik đi học chính là Cho Sơn. Cô lập tức lên đường đi tìm gặp nam chính, còn không thèm để ý đến nàng Jo Sun đang ngóng chờ. Sự hờ hững này khiến trái tim người đẹp tổn thương vô cùng. Buổi tiệc sinh nhật của Tả tướng có sự góp mặt đông đủ của các quan văn trong triều, gọi là tiệc nhưng thực chất là nơi để các quan giao oai ngầm đấu đá với nhau. Ha Eun ấm ức vì bị từ chối tình cảm hết lần này đến lần khác, vừa đi vừa khóc va cả vào cung nữ đang bê đồ, khiến các quan trong buổi tiệc phải chú ý. Cho Sơn sợ cô bị thương và để tránh khỏi sự bàn tán nên bế bổng Ha Eun rời đi. Hành động nam tính này lại càng khiến Ha Eun rung động. Cô tặng Cho Sơn một chiếc hôn bất ngờ vào má thay lời cảm ơn. Thấy Jun Sik xuất hiện là Cho Sơn vội cho người tiễn tiểu thư Ha Eun về. Jun Sik thẳng thắn hỏi anh về số tiền cọc để cô được đi học. Nữ chính cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng và cho rằng Cho Sơn cũng chẳng khác gì trưởng nghị Insu, ngấm ngầm khinh thường và thương hại cô. Jun Sik mắt ngấn lệ quay người bỏ đi. Cô quyết định sẽ tự mình kiếm tiền để trả lại anh. Quay trở lại hình dáng một nữ nhi trở về nhà, Jun Sik không nhịn được nhớ nhung mà ôm chặt lấy mẹ. Cô đã có một bữa tối đoàn viên đầy ấm áp hai người thân yêu nhất. Sau đó dành thời gian thủ thỉ tâm sự cùng mẹ bù cho khoảng thời gian xa cách và động viên em trai. Hong sức trở về nhà giống như bao nho sinh khác, cha muốn quan tâm một chút nhưng anh lại tỏ ra không cần. Ông muốn Hong sức tránh xa và không được dính líu đến Jun Sik vì cô đang nằm trong diện bị tình nghi là thủ phạm giải truyền đơn. Không những thế, ông còn phát hiện cha của Jun Sik chính là đồng môn năm xưa cùng thiệt mạng với anh trai Hong sức khi hộ tống Kim Đằng Chi Thư. Bên này Tả tướng đã bắt đầu để tâm đến việc liên hôn và có ý định sắp xếp hai bên gia đình. Ngày quay lại trường thi, trong khi các nho sinh khác tụ tập kể về kỳ nghỉ, thì Hong sức đã nháo nhào đi tìm Jun Sik. Nữ chính chạm mặt Cho Sơn đầu tiên nhưng không muốn nói chuyện cùng anh. Cô hứa sẽ sớm trả đủ số tiền cọc anh bỏ ra rồi vội rời đi. Trước khi đi còn nghe được In Su gọi Cho Sơn là em rể tương lai. Đang bần thần một mình thì Hong sức hớt hải xuất hiện. Anh định nói chuyện thì có người thông báo trường thi bị mất trộm. Ngay cả phòng của công tử Hong gia cũng bị trộm ghé thăm. Các thầy giáo cũng được phen điêu đứng vì đây là lần đầu tiên nơi đây xảy ra trộm cắp. Chưa kể sáng sớm mai điện hạ còn đến trường thi giảng bài, không thể để thanh danh của chốn uy nghiêm bị ổ uế. Các thầy tập trung toàn bộ nho sinh để tra hỏi. Jun Sik bị đám quý tộc nghi ngờ vì cả ngày hôm nay cô mất tăm mất tích. Chính Kiệt Ngao cũng phải đi tìm ngược xuôi mãi mới thấy. Đúng lúc này có người nhặt được thẻ tên của Jun Sik ở hiện trường vụ trộm. Mọi sự chú ý đổ dồn lên người nữ chính, dù cho cô có cố gắng giải thích thế nào, Jun Sik lại nhất quyết không đồng ý cho mọi người đến nhà khám xét vì sợ lộ thân phận. Điều này càng khiến cô rơi vào thế khó. Đang lúc căng như dây đàn thì Hoàng thượng xuất hiện, tuyên bố đề bài cho buổi giảng đầu tiên là truy tìm thủ phạm. Trong vòng 2 ngày, Tả tướng và binh phán ngầm hiểu điện hạ là đang muốn bảo vệ cho Jun Sik nên mới trực tiếp ra mặt giải vây. In Su thề sẽ sớm vạch trần bộ mặt đê hèn của nữ chính để đòi lại danh dự cho các nho sinh trong trường. Vì thế nên hắn nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người, chỉ còn lại 4 người với nhau nhưng hơi lục đục nội bộ. Nếu Jun Sik không tìm được bằng chứng hoặc nhân chứng chứng minh bản thân vô tội thì cô sẽ phải cuốn gói khỏi trường thi và mang danh trộm cắp cả đời. Hong sức cảnh cáo răn đe nhóm quý tộc vì cho rằng chính bọn họ đã giở trò hãm hại Jun Sik. Trong khi đó, nam nữ chính đã bắt đầu gỡ bỏ hiềm khích với nhau. Thầy Dung tỏ ra vô cùng lo lắng đề bài của Hoàng thượng sẽ gây khó dễ cho học trò. Nhưng mọi thứ vua làm đều có ẩn ý sâu xa. Nếu lần này Jun Sik vượt qua thử thách, thì cô là người thích hợp nhất để giúp vua tìm lại Kim Đằng Chi Thư. Lúc đi đảm nhận quyền chi của Phủ Hán Thành, bộ ba nhân vật chính bất ngờ trước sự chịu chơi của công tử Hong gia. Lúc nào cũng xuất hiện đẹp trai người người, Jun Sik vô tình phát hiện kẻ khả nghi đang ăn cắp vặt trong khu chợ. Cô nhận ra chiếc vòng cổ người đó là của một nho sinh trong trường. Nghe vậy, Hong sức lập tức cởi bỏ áo quan chạy đi bắt tên đó giúp Jun Sik. Sau đó hai nhân vật chính đến Phủ Hán Thành để xin quyền điều tra tạm thời nhưng bị các quan ngó lơ vì đang bận chơi bản đồ với nhau. Chơi chán rồi các quan lại lăn ra ngủ. Jun Sik và Cho Sơn phải đứng chờ mãi mới khiến ông ta bất đắc dĩ giúp đỡ. Bên này Hong ra gọi là đi chơi nhưng luôn để ý tới những kẻ hay dùng đồ ăn trộm để tìm manh mối. Anh nhìn thấy món đồ của mình nên định đến xem, ai ngờ gặp chúng Hong sức đang truy đuổi kẻ khả nghi, muốn mắng cho thằng bạn một trận vì làm mất dấu. Thì Hong sức lại thấy cảnh bất bình nên ra tay giúp đỡ, không chỉ một mà cả đám binh lính đang giao oai tác quái dẹp hết cả khu chợ của dân nghèo. Cả Jun Sik và Cho Sơn cũng có mặt tại đây, nữ chính ra sức ngăn cản nhưng trong lý lẽ của những tên quan tham, không tồn tại hai chữ thương dân. Hoàng thượng và thầy Dung đứng một góc lặng lẽ chứng kiến sự bất lực của Jun Sik và Cho Sơn, họ hy vọng hai học trò sẽ thấu hiểu cuộc đời này, luôn tồn tại song song những điều ngang trái bất công. Nhóm Jun Sik bất bình ngồi than vãn thì gặp đám binh lính ban nãy rượu say bí tỉ, nổi hứng nghịch ngợm họ trói hết đám này thành một cục. Rồi tô vẽ khắp mặt cho hả giận, sau đó rủ nhau bỏ chạy cả đám rộn ràng cả khu chợ, lên tinh thần xong bộ tứ bắt đầu kế hoạch hành động. Hong gia đối với khu vực này mà nói đã nắm trong lòng bàn tay, anh tiết lộ về buổi tiệc long trọng trong tối nay được tổ chức ở nhà binh phán.
là dịp để các thương nhân đút lót cho quan lớn nhằm được chống lưng buôn bán làm ăn. Đây cũng chính là cơ hội để lấy được cuốn sổ có danh sách các nguồn ra vào trong khu vực. Nên cả nhóm ai cũng muốn xung phong đi đầu. Cuối cùng Jun Sik yếu ớt và Hong Sức nóng nảy bị bỏ lại ở nhà, chỉ có Cho Sơn và Hong Gia lẻn vào tham gia yến tiệc. Con trai Tả tướng phát hiện hình dáng quen thuộc của Cho Sơn, cộng thêm sự xuất hiện không mời mà đến của Hong Gia, nên nảy sinh nghi ngờ bẩm báo lại với cha. Bên này Jun Sik và Hong Sức gặp phải đám lính đi tuần, phải chia nhau ra hành động. Kiệt Ngao Văn Võ Song Toàn nhận nhiệm vụ đánh đấm câu giờ để Jun Sik lẻn vào yến tiệc cùng hai đồng đội bên trong. Ở trong Cho Sơn đã lẻn được vào kho và tìm được cuốn danh sách mà không hề hay biết tình hình cam go bên ngoài đang trực chờ. Lúc cánh cửa nhà kho bật mở, một nữ nhi xuất hiện ôm chặt Cho Sơn, nam chính đơ cả người khi nữ nhi trước mặt lại chính là Jun Sik. Cô phải đè Cho Sơn xuống sàn trong tư thế mờ ám mới có thể qua mặt được đám binh lính giáo giết truy tìm. Vượt qua cửa ải quan quân nhưng vẫn chưa thể vượt qua được ải mỹ nhân. Cho Sơn lén ôm tim loạn nhịp mỗi khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy. Trong khi đó In Su nhận thông báo về cặp đôi vụng trộm trong kho, ra soát lại thì số lượng kỹ nữ trong bữa tiệc vẫn đông đủ. Hắn nhận ra điều bất thường, lập tức cho người quay lại vây bắt hai kẻ tình nghi, nhưng khi quay lại thì Jun Sik và Cho Sơn đã cao chạy xa bay. Nhờ có sự giúp sức từ Hong Gia, cả hai thành công vượt rào và trốn thoát khỏi sự truy đuổi. Cả quá trình lúc nào trái tim Cho Sơn bồi hồi thổn thức không thôi, anh xin lỗi Jun Sik vì những điều anh làm có thể đã khiến cô bị tổn thương. Thật lòng anh luôn muốn được thân thiết và trở thành bạn bè với cô. Jun Sik nghe xong mấy lời chân thành này, cảm động rơi nước mắt và quyết định xí xóa hết chuyện cũ. Phía bên này In Su tức tối vì không tóm được tên nào, hắn gặng hỏi cả kỹ nữ Jo Sun nhưng chỉ càng rước thêm bực vào người, binh phán cũng lộn hết ruột gan khi phát hiện. Tên thương nhân dưới trướng dám to gan ghi chép lại sổ sách hối lộ, làm bằng chứng bắt thóp ông ta, không chần chừ cho người đi đốt sạch sổ sách để phi tang. Jun Sik và Cho Sơn trên đường trở về, nam chính có ý nhắc nhở cô về vết son trên môi, nhưng lại làm chính mình thổn thức khi nhìn vào bờ môi mềm mại. Bộ tứ hội ngộ trong niềm vui thích vì đã hoàn thành nhiệm vụ lấy được cuốn sổ danh sách nguồn và lên kế hoạch tiếp theo vào sáng mai để tóm gọn tên trộm. Nhóm quý tộc có âm mưu bắt trộm trước để Jun Sik không thể thoát tội, thế nên lén lút nghe lỏm thông tin của nhóm Jun Sik nhằm hành động trước. In Su còn dùng tiền mua chuộc cả quản sinh và cuối cùng cũng tóm được tên trộm sớm nhất. Hắn ta lại tiếp tục dùng tiền để yêu cầu tên trộm giữ bí mật và đổ tội oan cho Jun Sik. Tứ đại soái ca bắt đầu chia nhau tìm mọi ngóc ngách để lần ra manh mối nhưng vẫn không ăn thua, mãi sau mới gặp được tên trộm mà hắn một mực cho rằng mình không sai. Nho sinh trong triều là lấy mồ hôi nước mắt của bách tính để đi học, mà chẳng cần biết bách tính bên ngoài khổ sở chật vật ra sao, mẹ mất còn không có đủ tiền đưa tang. Em trai đói đến mức quỳ gối đi xin ăn, Jun Sik đồng cảm với cậu trai vì hoàn cảnh của gia đình cô cũng giống vậy, cho nên không muốn ép hai anh em tên trộm đáng thương vào đường cùng nữa. Ở một diễn biến khác, binh phán đưa con gái đến diện kiến Tả tướng để ngỏ ý liên hôn. Tiểu thư Ha Eun nghĩ đến cảnh được làm phu nhân của Cho Sơn là vui sướng đến nỗi cười không ngậm được mồm. Tối về, Jun Sik đem cho hai sư huynh cuốn sổ ghi lại danh sách tài vật tặng cho các quan lại để chống lưng cho thương nhân mà cô lấy được từ kho nhà Tả tướng. Quan lại ăn đút lót để chống đỡ cho những kẻ mạnh mà đày đọa làm khổ sở những bách tính không có tiền hối lộ. Jun Sik cảm thấy bản thân thật xấu xa nếu chỉ vì tẩy trắng thanh danh mà đẩy hai anh em kia vào ngục tù. Không chỉ nữ chính mà nam chính cũng sầu não một phen khi biết chuyện này do cha anh đứng đằng sau. Jun Sik đến tìm thầy Dung để xin tư vấn. Trước khi cô rời đi, thầy Dung nở một nụ cười hài lòng vì học trò đã biết cảm thông và thương lấy những người gặp nạn trên đời. Jun Sik trở về nhìn cuốn sổ mà bần thần cả người. Lúc này cô mới nhớ đến phiền não của Cho Sơn, anh đang bắn cung một mình cho khuây khỏa thì được nữ chính đưa lại cuốn sổ và cho quyền lựa chọn giải quyết vào sáng mai. Cho Sơn có thể vạch trần cha hoặc bắt tội tên trộm tùy ý, vì Jun Sik luôn tin tưởng những điều anh làm là đúng đắn. Nam chính đã quay về nhà gặp cha để ẩn ý về chuyện cuốn sổ, nhưng Tả tướng lại cho rằng con trai ông sẽ không dám mạo phạm làm càn. Cả đêm ai nấy đều mất ngủ vì những suy nghĩ riêng. Đến ngày điện giảng, Jun Sik báo cáo vẫn chưa tìm được thủ phạm và đối diện với lệnh phạt của hoàng thượng. Lúc này Cho Sơn xuất hiện cùng cuốn sổ ghi lại tất cả các quan lại tham ô của thương nhân, khiến tất cả những người có mặt sững sờ. Vấn nạn tham nhũng mới là lý do cốt lõi dẫn đến cảnh lầm than của biết bao bách tính. Những quan lại có hành vi đê hèn này mới chính là những kẻ trộm thực sự. In Su lên tiếng cho rằng chỉ bằng một vài ghi chép trong cuốn sổ thì không đủ bằng chứng để buộc tội ai tham ô. Đúng vào lúc gay cấn thì tên trộm đã xuất hiện và cúi đầu nhận tội với vua. Anh ta muốn quay đầu làm lại cuộc đời, một phần vì cảm kích sự đối đãi lương thiện của nhóm Jun Sik, một phần cũng vì muốn làm gương cho tiểu đệ nên người. Jun Sik được minh oan, còn In Su bị hoàng thượng chê trách thân là một trưởng nghị nhưng không chịu điều tra rõ đã vội vã kết tội. Nếu những triều thần không biết trân trọng sinh mạng của bách tính thì cũng coi như con bù nhìn vô dụng. Hoàng thượng tham khảo ý kiến của Jun Sik để xử phạt thủ phạm ăn trộm, cô đề xuất hình phạt dành cho đối phương là trở thành giám thị cho trường thi, để anh ta giữ thanh liêm cho nơi này cũng là cách để bản thân tự vấn lỗi lầm. Hoàng thượng rất hài lòng ban điểm thưởng cho bộ tứ nho sinh và kết thúc buổi điện giảng đầy hào hứng. Trong khi đó In Su còn chưa nuốt trôi cục tức, lại bị thầy Dung gọi đến vạch trần âm mưu hãm hại Jun Sik. Thầy Dung cho In Su một cơ hội đầu thú mà hắn vẫn một mực cho rằng bản thân không làm sai, đã thế còn trở về chút giận lên thuộc hạ và tìm Cho Sơn để dằn mặt. Jun Sik nghe được câu chuyện của nam chính nên có chút áy náy đã đẩy anh vào thế khó.
Cho Sơn không những không trách mà còn động viên Jun Sik hãy cứ bảo vệ lẽ phải. Tại đây hai người đã lập lời thề cùng nhau đấu tranh bảo vệ công lý và sát cánh không rời. Đứng nhìn nhau cười một tí là nam chính lại bồi hồi con tim. Anh kêu Jun Sik đừng bao giờ mặc đồ nữ nhân xuất hiện trước mặt mình nữ rồi xấu hổ rời đi. Bên này Tả tướng và binh phán toát mồ hôi hột vì cuốn sổ trong tay vua. Đây là chuyện lớn liên quan đến sự tồn vong của phe Lão Luận nên họ phải nhanh chóng cho người tìm cách tiêu hủy bằng chứng. Bên ngoài Hong Sức lại tiếp tục gây náo loạn giải truyền đơn và bắn tên dằn mặt Tả tướng. Sau đó liền trở về trường thi đổ đầy rượu lên người, giả vờ đi nhậu về để không bị nghi ngờ. Cho Sơn muốn đổi chỗ ngủ lại như cũ nhưng Hong Sức không đồng ý. Quay sang hỏi ý kiến của Jun Sik thì lại thấy cô ngây ngô sờ môi, cả hai đều không nhịn được trước dáng vẻ đáng yêu này nên bấm bụng ngủ yên vị trí cũ. Sáng hôm sau hoàng thượng cho họp triều đình để thông báo phá bỏ luật cũ và cho phép tất cả bách tính đều được tự do buôn bán như nhau. Trong khi tất cả các quan lại đều đồng loạt phản đối thì chỉ có mình Tả tướng ủng hộ vua, điều này khiến binh phán vô cùng khó hiểu. Ngay cả thầy Dung cũng khó hiểu với quyết định này của điện hạ. Điện hạ chỉ muốn dốc sức tìm ra Kim Đằng Chi Thư để chế phục toàn bộ phe Lão Luận tạo lên một triều đại mới. Thầy Dung lúc này mới đồng tình và ủng hộ vua. Bộ tứ soái ca được nhập cung và được vua ban thưởng những món quà ý nghĩa. Hong gia nhận lại được món đồ đã mất. Hong Sức nhận lại lá thư quý của anh trai đã mất. Cho Sơn được tặng một kim chỉ nam giống như lời nhắc nhở về sự lựa chọn giữa tình thân và lẽ phải. Cuối cùng Jun Sik được trao lại bảo vật của cha cô năm xưa. Điện hạ gửi gắm hy vọng vào lứa nho sinh khẳng khái và lương thiện sẽ tiếp bước các cố nhân đi trước và hoàn thành sứ mệnh cao cả với đất nước và bách tính muôn dân. Cho Sơn trở về nhà gặp cha và bày tỏ bản thân mặc dù biết tội bất kính nhưng lại rất vui. Tả tướng không nhiều lời chỉ nhắc nhở chuẩn bị hôn ước thật sớm với nhà binh phán. Bên này tiểu thư Ha Ơn cũng liên tục tìm đến chủ tiệm sách để xin tư vấn mưu lược chiếm lấy trái tim vị công tử hào hán. Hôm nay cô gặp được Hong gia nên muốn nhờ anh tham vấn thêm. Những vụ kiểu như này Hong gia chưa từ chối bao giờ. Anh nhiệt tình bày cho Ha Ưn cách dụ cho Sơn. Đến hòn đảo chỉ có hai người để tiện hành động. Hong gia hẹn Ha Ưn ở bến đỏ vào sáng sớm mai, còn không quên trêu chọc khiến con gái binh phán xấu hổ bỏ chạy. Jun Sik tâm sự với Hong Sức cô thực sự tò mò về người cha còn chưa thấy mặt của mình. Đối phương cũng nhiệt tình động viên chắc chắn cha cô cũng là người chính trực liêm khiết. Nữ chính cảm ơn chân thành tới đàn anh đã luôn đồng hành và bảo vệ cô. Hai người cười đùa vui vẻ với nhau để lọt vào mắt cho Sơn. Nam chính quay người vừa đi vừa nhắc nhở bản thân không được động lòng với nam nhân. Nhưng càng dặn lòng thì hình ảnh Jun Sik tươi cười lại càng xuất hiện ở khắp mọi nơi khiến cho Sơn đỏ mặt. Hong gia tìm đủ mọi lý do để thuyết phục cho Sơn sáng mai đến bến đỏ mà đều bị từ chối. Nam chính còn đang bực bội ấm ức vì bị cho ra rìa. Thế nên cho Sơn quay xe đồng ý đi chơi thuyền với Hong gia, mà Hong gia đã sớm nhìn ra tình cảm của cho Sơn dành cho Jun Sik nên cũng quyết định quay xe. Đổi nữ chính của buổi đi chơi từ Ha Eun thành Jun Sik, khi Ha Eun và Hong Sức đuổi theo thì đã muộn, cặp đôi chính đã ra đến hòn đảo vắng nhờ sự sắp đặt của Hong gia. Bên này In Su bẩm báo với cha về việc hắn đã khoanh vùng được. Thủ phạm giải đơn Kim Đằng Chi Thư chắc chắn là một trong bốn người nhóm Jun Sik, hai cha con bọn họ bắt đầu ủ mưu để đưa thủ phạm thực sự vào trong. Sau khi biết bị lừa lên đảo, Jun Sik nổi giận nhất quyết đòi đuổi theo lái thuyền đã ra xa. Cho Sơn muốn ngăn cản thì lại bị cô đẩy cho ngã sóng xoài, ở bờ bên này tình hình cũng căng thẳng không kém. Hai người bạn thân đổ máu vì thằng thích đùa thằng không thích đùa, còn có cả con gái của binh phán kêu khóc ầm ĩ vì lỡ mất cơ hội với người thương. Túp lều tạm bợ gặp mưa đổ sụp được cho Sơn dùng sức dựng lại để cả hai trú mưa, bị dính mưa lạnh cộng thêm sương đêm nên cho Sơn phát sốt. Jun Sik cả đêm lo lắng tìm cách sưởi ấm cho anh, cô cởi áo của mình ra đắp cho Sơn, sau đó ra ngoài thu lượm cành củi khô về nhóm lửa. Chật vật mãi mới có chút lửa nhưng có vẻ vẫn chưa đủ ấm, vậy là nữ chính đành phải dùng cả tấm thân ôm lấy cơ thể nam chính để sưởi ấm cho anh. Phía này vì áy náy lừa gạt con gái nhà lành nên Hong gia mời Ha Ưn ăn một bữa coi như chuộc tội. Hong Sức đứng ngồi không yên bỏ ra cả đống tiền để được ra đảo, nhưng đều bị từ chối vì đêm muộn sóng lớn, anh đành bực bội trở về phòng cố gắng không nghĩ ngợi sâu xa. Lúc cho Sơn tỉnh lại đã thấy Jun Sik nằm co ro bên cạnh. Jun Sik mừng như Tết khi thấy đối phương đã hạ sốt. Cho Sơn cũng phát hiện cô vì mình mà trèo cây bẻ củi nên bị thương. Hai người cùng nhau ngồi bên bếp lửa thủ thỉ tâm sự. Jun Sik chạy lòng hỏi về hôn ước của cho Sơn và tiểu thư nhà binh phán. Nhưng sau khi nghe chính miệng nam chính khẳng định không có hứng thú, Jun Sik cười thầm đắc chí, còn nhiệt tình lau táo mời anh ăn mà không may bị con dế dọa cho sợ hết hồn. Bộ dạng nhút nhát đáng yêu của cô khiến cho Sơn phì cười. Sáng sớm hôm sau Hong gia đón Ha Ưn lên ngựa đến bến thuyền, lần đầu cưỡi ngựa cùng nam nhân, lại còn là nam nhân dẻo miệng khiến cô ngại ngùng xấu hổ mãi. Cặp đôi chính thủ thỉ tâm sự với nhau bao điều, đến mức Jun Sik mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cho Sơn lại được dịp ngắm nhìn kỹ gương mặt yêu kiều động lòng người. Suýt chút nữa không nhịn được mà đặt lên môi cô một nụ hôn, anh bừng tỉnh chạy ra bờ sông tự cảnh cáo con tim mình. Lúc này Hong gia và Ha Ưn cũng đến nơi, Ha Ưn không nhịn được ôm chầm lấy cho Sơn âu yếm, Jun Sik tỉnh lại gặp chúng cảnh thân mật này lại càng cảm thấy tủi thân. Trong trường thi lại chuẩn bị cho ngày nhập thanh trai có cuộc thi đánh cầu, tên thuộc hạ làm đủ mọi trò để lấy lòng In Su nhưng vẫn bị hắn coi như món đồ bỏ đi. Tiểu thư Ha Ưn ngỏ ý muốn tham gia cùng cho Sơn trong ngày lễ, nhưng trong đầu cho Sơn bây giờ chỉ toàn là khoảnh khắc gần gũi Jun Sik hôm ấy.
Không chỉ nam chính mà cả nam phụ cũng bị cái tên Jun Sik xâm chiếm hết tâm trí, đến nỗi Hong Sik thức trắng cả đêm đánh cầu vì bức bối. Biết Jun Sik đã trở về, anh hớt hải chạy đến, yêu cầu cô từ nay không được phép rời khỏi tầm mắt của anh, dù là bất cứ chuyện gì cũng không được biến mất như hôm qua nữa. Bên này Hong ra trở về đã thấy Cho Sơn đợi sẵn trong phòng, nam chính quá bối rối không thể xác định rõ giới tính của mình nên nhờ cậy Hong ra giúp đỡ. Vị công tử đào hoa rất nhiệt tình tặng cho đối phương một cuốn sách có bí kíp, Cho Sơn mở ra mà hết cả hồn vì bên trong chỉ toàn tranh vẽ nữ nhi khỏa thân. Ngày nhập thanh trai, các nho sinh sẽ chia đội hình dựa theo hình thức rút thăm, lần này Cho Sơn rút phải màu xanh nên cùng đội với trưởng nghị In Su. Jun Sik và Hong Sik cùng đội và đã bắt đầu cùng nhau luyện đánh mộc cầu. Cho Sơn nhìn hai người vui đùa đâm ra có chút ganh tị, anh thậm chí còn chẳng thèm luyện tập cùng đồng đội, còn bực tức ném gậy đánh cầu bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Jun Sik. Không điều khiển được con tim loạn nhịp nên Cho Sơn chỉ biết tìm mọi cách tránh mặt Jun Sik. Càng đến gần ngày lễ, Hong Sik lại càng manh động, giải thêm nhiều đơn và ra tay với bao binh lính. Điều này đã khiến Hoàng thượng nổi giận cho người truy tìm thủ phạm ngay lập tức. Phe lão luận cũng nóng ruột không kém, tả tướng quyết định lùi lại chuyện liên hôn để xử lý thủ phạm trước. Ngày nhập thanh trai, ai ai cũng nô nức phấn khởi, tiểu thư Ha Eun và cả kỹ nữ Jo Sun đều có mặt đông đủ. Nhiều nho sinh nhân cơ hội giao lưu kết bạn với các cô gái, nhưng các cô gái đều không thể cưỡng lại sức hút đến từ công tử hào hoa nhất kinh thành là Hong Gia. Mẹ của Jun Sik tranh thủ đến thăm con thì gặp lại thầy Dung, bà chỉ muốn được đưa cô trở về, tránh xa khỏi chốn quan trường đầy cám dỗ và nguy hiểm để không gặp kết cục bi thảm như cha cô năm xưa. Nơi đầu tiên mà Jo Sun tìm đến là phòng ở của Jun Sik, chưa gặp được người thương đã phải miễn cưỡng lên gặp trưởng nghị. Mặc cho In Su thề non hẹn biển sẽ làm mọi thứ để có được trái tim nàng, thì Jo Sun lại cảm thấy anh thật đáng thương khi cứ mãi ảo tưởng rằng quyền thế có thể cưỡng cầu được tình cảm của người khác. In Su lại càng cay cú cho người chuẩn bị một âm mưu mới. Jun Sik và Hong Sik cùng nhau đi ăn tối, nhưng lại phát hiện Cho Sơn đang ngồi cùng bàn với nhóm bạn tiểu thư Ha Eun. Mấy cô gái thấy kiệt ngao lừng lẫy một thời, vẫn còn cô đơn liền kéo nhau bám giết anh, hại Hong Sik phải trèo cả lên cây mà trốn. Jun Sik chỉ còn lại một mình nên được Ha Eun mời ngồi cùng bàn, đang định từ chối khéo thì Jo Sun cũng xuất hiện. Vừa đủ ngồi thành một bàn nhưng không khí có vẻ càng căng thẳng hơn. Jun Sik và Cho Sơn đều dành những ánh nhìn đầy ghen tuông khi thấy đối phương thân mật với người khác. Rõ ràng là ngồi bên cạnh nhau mà Jo Sun không hề cảm thấy được Jun Sik đặt vào tầm mắt. Cô bất ngờ đứng dậy tiến về phía Cho Sơn và đặt lên má anh một nụ hôn. Tiểu thư Ha Eun sốc đến ngất xỉu. Sau đó Jo Sun giải thích bản thân chỉ là đang thử lòng Jun Sik. Cô xin lỗi đã mạo phạm đến Ha Eun và Cho Sơn và quay người rời đi. Jun Sik đuổi theo giải thích nhưng Jo Sun thể hiện là một người phụ nữ có tự trọng, không vì thất bại trong việc giành được trái tim người mình thích mà quay sang oán hận. Nàng bày tỏ vẫn sẽ đứng từ xa dõi theo và ủng hộ mọi hành trình của Jun Sik. Nữ chính trở về thay mặt Jo Sun xin lỗi Cho Sơn và Ha Eun mà lại bị anh lạnh lùng đuổi đi. Đúng lúc được các bạn học rủ đi uống rượu, Jun Sik uống cạn hết chén này đến chén khác, say đến nỗi Hong Sik phải vác lên vai cõng về. Nằm trên lưng kiệt ngao, Jun Sik nức nở về những bức bối khó chịu trong lòng, bao nhiêu ấm ức Hong Sik đều yên lặng lắng nghe. Sau khi đưa cô trở về nghỉ ngơi, Hong Sik tìm gặp Cho Sơn, trách anh tại sao thấy vậy mà không can ngăn. Cho Sơn chỉ lạnh lùng đáp trả đó không phải nghĩa vụ của anh, và lại anh cũng không muốn quan tâm đến cái tên Jun Sik thêm nữa. Bên này Hoàng thượng liên tục nhận được tấu trình của quan và dân về việc đạo tặc cướp của và sát hại nhiều người. Binh phán ngoài mặt thì vâng lời vua điều tra việc này, nhưng thực chất ngấm ngầm lên kế hoạch trừ khử tận gốc tên đạo tặc. Vào ngày diễn ra cuộc thi đánh cầu mộc, đội xanh và đội đỏ lần lượt xuất hiện trong sự cổ vũ nồng nhiệt. Bộ tứ soái ca bị chia ra làm hai đội khác nhau, nên các cô gái bối rối không biết nên cổ vũ cho bên nào. Ngay cả các thầy cũng không đoán được đội nào sẽ thuận lợi chiến thắng hơn. Trước khi thi đấu, Jun Sik cố giải thích làm lành với Cho Sơn, nhưng đều bị anh tỏ thái độ khó chịu. Hong Sik động viên nữ chính lấy lại tinh thần, dù cho ai thay đổi thì vẫn còn anh luôn tình nguyện về cùng phe với cô. Tiếng trống bắt đầu, trận đấu đầu tiên bắt đầu trong một tình huống Cho Sơn và Jun Sik đối đầu. Anh không kiêng nể hất ngã Jun Sik và ghi bàn vào lưới nhà. Hong Sik thấy vậy không giấu nổi tức giận túm cổ áo Cho Sơn. Đối phương cũng không kém cạnh, giơ nắm đấm làm cả trường thi nháo nhào lo lắng. May mà Jun Sik kịp thời ngăn cản xô sát để buổi đấu tiếp tục. Hong Sik và Cho Sơn chỉ thiếu nước mang đao kiếm ra đánh nhau, không ai chịu nhường ai. Trong khi đó trưởng nghị lại bình chân như vậy. Hong Gia nhận ra có điều bất thường vì đã quen biết đủ lâu để hiểu In Su không phải người biết nhường nhịn như vậy. Hắn ta chính là đang có âm mưu dồn cầu cho Jun Sik để cô tập trung chơi, và tên thuộc hạ lợi dụng sơ hở mà dùng gậy đánh vào người cô coi như tai nạn. Hong Sik đã nhìn ra ý đồ đó và ra sức che chắn cho Jun Sik. In Su càng nhìn ánh mắt thâm tình của nàng, Jo Sun lại càng nổi máu nóng. Hắn ta quyết định trực tiếp ra tay cho hả giận. Nhưng ai ngờ người đỡ cú đánh ấy thay Jun Sik lại chính là Cho Sơn, ăn một gậy đau điếng khiến nam chính bất tỉnh ngay tại chỗ. Con trai binh phán đánh trọng thương con trai tả tướng, phe này có quỳ xuống cũng khó lòng làm tả tướng nguôi giận, chuyện hôn ước của con gái cũng coi như vô vọng. Không chỉ có mỗi binh phán mà cả trưởng trường thi cũng run rẩy sợ hãi không dám đắc tội với tả tướng. Sau chuyện này tả tướng cũng bắt đầu để mắt tới cái tên Jun Sik, người đã được đích thân con trai ông lấy thân bảo vệ. Về phía nữ chính vì cảm giác áy náy nên cô chạy vội đi xem tình hình của Cho Sơn. Xuất hiện đúng lúc nam chính mới tỉnh lại và đang được Ha Eun chăm sóc, Cho Sơn vô cùng bức bối vì tình cảm trong lòng không thể kiểm soát nên đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo.
đó là tỏ tình và tuyên bố đính hôn với tiểu thư Ha Eun. Jun Sik nước mắt đầm đìa chỉ có thể bỏ chạy, hong sức đứng ngoài chứng kiến tất cả. Anh nhận ra người trong lòng Jun Sik chỉ có một mình Cho Sơn, những ấm ức đêm cô say cũng là bắt nguồn từ Cho Sơn mà ra. Hong sức kéo tinh thần nữ chính trở lại để tiếp tục cuộc thi. Ở hiệp 2, Jun Sik nhiệt huyết bừng bừng cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của Hong Sức, đội đỏ liên tục ghi bàn và giành được chiến thắng tuyệt đối. Sau khi chung vui với đồng đội, Jun Sik chạm trán Cho Sơn, cô có ý tốt muốn cảm ơn anh nhưng vẫn bị thái độ lạnh tanh làm cho tổn thương. Đang ngẩn ngơ thì bị Hong ra rủ vào tắm chung với các nho sinh khác. Nghe đến đây, Jun Sik vội bừng tỉnh và viện cớ bỏ chạy. Ở một diễn biến khác, Hoàng thượng bí mật xuất hiện tại trường thi để thông báo cho thầy Dung rằng phe lão luận cố tình tung tin để đặt bẫy ám sát kẻ đạo tặc. Hoàng thượng muốn thầy Dung bảo vệ tính mạng cho đạo tặc để hắn không rơi vào tay binh phán. Hiện giờ ngoài người này ra thì không ai biết Kim Đằng Chi Thư đang ở đâu. Tin tức đạo tặc xuất đầu lộ diện vào tối nay trở thành đề tài nóng được các nho sinh bàn tán khắp nơi. Ngay cả Jun Sik cũng lên tiếng chê bai tên này là kẻ ngốc, khiến Hong Sức ngồi bên cạnh nghe mà chỉ biết cười trừ. Cho Sơn chẳng thiết ăn uống, hành xử không hề giống nam nhân sắp đính hôn, đều bị Hong ra nhìn thấu và trêu chọc. In Su đang phân chia công việc cho thuộc hạ để chuẩn bị đêm nay vây bắt đạo tặc thì bị trưởng trường thi gọi đến ban lệnh phạt trong vòng 15 ngày. Vì vi phạm quy chế thi, In Su chống đối thì lại được thầy Dung dạy cho một bài học tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tối đó binh phán đã sẵn sàng lực lượng vây bắt đạo tặc, thầy Dung huy động toàn bộ quản sinh để đảm bảo không ai có thể tự tiện ra vào. Hong Sức liều lĩnh hành động lại được Hong Gia can ngăn. Hóa ra Hong Gia đã biết tri kỷ của mình chính là đạo tặc bị truy nã từ lâu, anh ra sức ngăn cản vì biết Hong Sức có thể dính bẫy mà mất mạng bất cứ lúc nào. Nhưng đối phương chỉ một lòng muốn trả thù cho anh trai, Hong Sức vẫn ra đi. Người của binh phán đã bao vây tứ phía làm cho Hong Sức trở tay không kịp mà bị thương nặng. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, có thêm vài người bịt mặt xuất hiện ứng cứu. Những người này được cho là do thầy Dung bí mật cử đến bảo vệ đạo tặc. Khó khăn lắm Hong Sức mới vượt tường quay về, may mắn gặp chúng Jun Sik và được cô đưa về hướng quán thính để xử lý vết thương. Hong Gia cũng mang cả đại phu đến hỗ trợ và còn cố tình bỏ lại cây quạt để đánh lạc hướng nhóm In Su. In Su lập tức cho người đến chỗ Hong Gia để kiểm tra. Công tử đào hoa này cũng rất phối hợp tung hứng một màn. Trưởng nghị lại cho người đến phòng trung nhị nhưng không một bóng người. Nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy có gì không đúng nên lập tức quay lại chỗ Hong Gia, còn dẫn theo cả các thầy giáo cùng xông vào kiểm tra. In Su lật tấm màn nhưng bên trong chẳng có gì ngoài chồng sách cũ. Thầy Dung ngầm hiểu nhóm Hong Gia đã tham gia vào vụ này. Tội của nhóm quý tộc là vi phạm nội quy, ra ngoài vào giờ giới nghiêm và tự ý khám xét các nho sinh khác. Thầy Dung nghiêm khắc nhắc nhở In Su vẫn đang trong quá trình chịu phạt. Nếu vẫn cố tình lôi chức danh trưởng nghị để làm càn, thì ông sẽ triệu tập các học sĩ để tước quyền của anh vĩnh viễn. Chờ cho đến lúc mọi người giải tán hết, Hong Gia mới dám mở cửa tủ để Jun Sik và Hong Sức ra ngoài. Nhờ sự săn sóc tận tình từ nữ chính mà tình trạng của Hong Sức đã khá hơn. Hiện tại Kiệt Ngao đang trở thành tâm điểm của các thế lực, nên cả ba dặn nhau giữ kín chuyện bí mật này, kể cả là với Cho Sơn. Một nhân vật khác gây sốc khi lộ diện, kỹ nữ Jo Sun chính là người được binh phán thuê để giả mạo đạo tặc trong đêm. Lúc đánh đá không may bị thương nặng nên phải ở tạm chỗ binh phán sắp xếp để tránh bại lộ. Tả tướng cũng lấy làm lo lắng vì càng lâu bắt được thủ phạm thì nguy cơ bị lộ Kim Đằng Chi Thư càng cao, khi ấy phe lão luận sẽ phải tội phản nghịch mà tiêu vong cả bè lũ. Trong một lần diễn kiến, thầy Dung đã phát hiện hoàng thượng dùng vỏ cây anh túc để hút thuốc. Bệnh tình của hoàng thượng đã ngày càng trở nặng đến nỗi thuốc giảm đau không còn tác dụng, ông lại càng muốn nhanh chóng tìm ra bí mật về Kim Đằng Chi Thư và đặt kỳ vọng lớn vào đám học trò cương trực của thầy Dung. Thầy Dung chỉ mong trong tương lai ông sẽ được cùng chúng gánh vác để xứng đáng với sự tín nhiệm của vua. Sáng sớm, Jun Sik cẩn thận kiểm tra lại tình trạng của Kiệt Ngao rồi quay về phòng thay đồ. Cô bắt gặp Cho Sơn uống rượu một mình cả đêm. Nhìn anh tiểu tụy như vậy, Jun Sik quyết định lùi bước để anh không phải bận tâm phiền lòng thêm nữa. Cô quay lại thư viện đã thấy Hong Sức lọ mọ ở đây. Jun Sik lo lắng nên buột miệng của trách anh không chịu ở trong phòng dưỡng thương. Hong Sức vội vàng ôm cô vào lòng nhắc nhở nhẹ. Cảnh này vừa hay lọt vào mắt các nho sinh khác và trở thành đề tài nóng được bàn tán khắp nơi về giới tính của hai nhân vật này. Tin đồn lan rộng đến nỗi trưởng trường thi đi vệ sinh cũng nhìn thấy giấy dán đầy tường. Ai nấy cũng cảm thấy quan ngại về sự việc của hai nho sinh mập mờ tình cảm. In Su nhân cơ hội lôi kéo các nho sinh khác về cùng phe để mọi người cùng biểu quyết khôi phục quyền trưởng nghị của hắn và đề nghị xử phạt Jun Sik và Hong Sức tội làm ô uế thanh danh trốn thương trường. Bọn họ sẽ tổ chức một buổi trại trai để xác minh sự thật, nếu đúng hai người có tình ý trái luân thường đạo lý sẽ lập tức bị đuổi khỏi trường. Trong khi Hong Sức tức tối tìm In Su tính sổ thì Jun Sik lại chạy đến chỗ Cho Sơn và mong muốn anh giúp cô và Hong Sức phân giải sự thật. In Su đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội thêm mắm thêm muối chia rẽ nội bộ. Hắn triệu tập Cho Sơn tới hội trai với vai trò là nhân chứng ở cùng phòng Kiệt Ngao và Jun Sik. Đứng trước hai lựa chọn khó xử, Cho Sơn thậm chí còn chẳng thèm nghe Hong Sức giải thích, cứ thế bỏ đi. Ngay cả trưởng trường thi cũng phải nhún nhường van xin Cho Sơn không nên dính dáng đến tin đồn giới tính này vì sợ lại đắc tội với tả tướng. Bên này thầy Dung đã phải gọi Jun Sik đến nói chuyện riêng, ông muốn cô kể lại sự tình đêm đó tại hướng thính quán. Nhưng Jun Sik không thể làm lộ bí mật của Hong Sức nên từ chối thầy. Cô trở về và vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cặp bạn thân Hong Gia. Thì ra Kiệt Ngao vì muốn bảo vệ danh dự cho Jun Sik mà có ý định thừa nhận mình là đạo tặc, dù cho việc ấy có khiến anh phải đối diện với án tử đi chăng nữa.
Jun Sik hứng chịu tất cả sự sỉ và chửi rủa từ các nho sinh khác trong trường. Cho Sơn nhìn không nổi bèn đứng ra giải vây cho cô. Jun Sik hết lời giải thích nhưng tất cả lọt vào tai Cho Sơn. Chỉ là cô đang cố gắng gạt bỏ cả thanh danh của mình để bảo vệ cho Hong Sắc. Cơn ghen nổi lên khiến nam chính càng thêm bức bối trong lòng quay người bỏ đi. Ở một diễn biến khác, Hong Gia cũng dốc sức để lôi kéo các nho sinh khác đứng về phía Jun Sik. Anh hào phóng mời rượu cả trường thi nhưng có vẻ không khả quan hơn là mấy. Hong Sắc biết Jun Sik buồn phiền trong lòng chỉ biết cắm đầu vào sách để che giấu, liền dẫn cô trèo cây ngắm cảnh. Jun Sik hỏi lý do tại sao Hong Sắc lại liều mạng trở thành đạo tặc. Anh nói muốn trả thù cho anh trai xấu số, đó là lẽ sống duy nhất. Trong khi đó Cho Sơn đã đem lòng thành, đến ngỏ ý với binh phán làm ông ta cười như được mùa. Cả tiểu thư Ha Ưng cũng hớn hở lên kế hoạch cho đám cưới, Tả Tương khá hài lòng về quyết định này của con trai. Vào ngày diễn ra trại trai, khi tất cả sự chú ý đổ dồn lên cặp đôi Jun Sik Hong Sắc thì Cho Sơn lại bất ngờ lên tiếng thừa nhận chính mình mới là người đồng tính. Trưởng trường sinh nghe mà sốc nặng, chỉ có mỗi thầy Dung cảm thấy thú vị đến bật cười. Các nho sinh xác nhận Cho Sơn cũng có mặt ở hướng thính quán vào đêm đó. Vậy tại sao cả ba cùng có mặt mà lại chỉ hai người dính tin đồn? Cho Sơn đưa ra những lập luận sắc bén để chứng minh tất cả chỉ là lời đồn vô căn cứ. Sự hiếu kỳ của một bộ phận đã đẩy hai nho sinh vô tội vào cảnh khốn cùng chỉ để mua vui. Những kẻ như vậy không xứng đáng với thanh danh của trường thi. Chuyện tin đồn giới tính tạm thời được giải quyết, nhưng Jun Sik và Hong Sắc lại bị tra hỏi lý do xuất hiện ở hướng thính quán vào đêm có đạo tặc hoành hành. Có nhiều giả thuyết đặt ra đổ dồn mọi nghi vấn vào hai nhân vật này. In Su yêu cầu cả hai cởi áo chứng minh mình không phải đạo tặc. Cho Sơn ngồi nghe một hồi và sâu chuỗi những điều đã quan sát được thì ngờ ngợ hiểu ra Hong Sắc có thể chính là đạo tặc bị truy nã. Nam chính tiếp tục lên tiếng giải vây cho đồng đội. Cho Sơn vạch trần ý đồ của In Su. Ngay từ ban đầu hắn đã không tin vào tin đồn của Jun Sik và Hong Sắc, nhưng vẫn muốn lợi dụng trại trai làm cái bẫy tìm ra hung thủ. Kẻ mà đáng lý chỉ có quân triều đình mới có quyền vây bắt. Vậy nếu bây giờ Hong Sắc và Jun Sik cởi áo chứng minh trên người không có vết thương tương ứng với đạo tặc thì In Su sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, còn nếu In Su biết điều dừng việc làm càn lại thì mọi người có mặt ở đây cũng sẽ rộng lượng không truy cứu. Hong Gia đứng lên kêu mọi người biểu quyết và đương nhiên tất cả đều bãi bỏ tin đồn và hình phạt dành cho Jun Sik và Hong Sắc. Kết thúc phiên trại trai, In Su cay cú ngồi trầm ngâm một mình, còn Cho Sơn mới ló mặt ra ngoài đã bị Hong Gia chặn lại trêu chọc. Sau khi biết con trai Tả Tướng sẽ bỏ học sau hôm nay, vị công tử đào hoa nhất kinh thành đang vạch trần sự hèn nhát, dùng chuyện kết hôn để trốn tránh tiếng lòng của Cho Sơn. Các thầy giáo đều bàng hoàng trước quyết định thôi học của nho sinh ưu tú. Jun Sik nghe tin này cũng sốc không kém, biết Cho Sơn bỏ học để về chuẩn bị cho lễ đính hôn. Jun Sik chỉ dám trốn trong phòng khóc một mình, Hong Sắc vẫn như mọi lần yên lặng đứng từ xa lo lắng cho cô. Jun Sik nhìn đâu cũng thấy toàn là kỷ niệm, nghe những bạn học nhắc đến tên Cho Sơn là nước mắt lại trực trở rơi. Cô quyết định sẽ đến gặp Cho Sơn để thổ lộ tiếng lòng, thế nhưng khi chạm mắt với anh, Jun Sik lại nhút nhát không dám nói thật. Vụng về lấy lý do đi mua sách ngang qua nhưng lời nói dối đều không qua mắt được Cho Sơn. Cuối cùng nữ chính đành nuốt nước mắt vào trong, nói lời tạm biệt cuối cùng và họ chia tay nhau tại đây. Trong khi đó Ha Eun phấn khởi chuẩn bị thật tươm tất cho ngày trọng đại, nhìn thấy Cho Sơn cô không kìm được lao vào ôm chặt anh và hứa sẽ trở thành một người vợ tốt nhất có thể. Đối diện với người con gái hết lòng yêu thương mình, Cho Sơn lại đưa ra một quyết định gây sốc khác, đó là hủy hôn, chạy khỏi nhà binh phán để đuổi theo Jun Sik. Nam chính bất ngờ tỏ tình, nhưng xuất thân là một quý tộc ăn học tử tế cộng thêm bản năng của một người đàn ông chân chính, Cho Sơn không muốn cuộc tình này bị người đời gièm pha xỉ vả. Nên anh quyết định nói ra một lần duy nhất rồi gác lại trái tim và rời khỏi đây mãi mãi. Tiểu thư Ha Eun vì không chấp nhận chuyện hủy hôn giả vờ bị ốm để kéo dài thời gian đính hôn. Bên này Cho Sơn trở về thưa chuyện với cha về việc hủy hôn, thông qua thuộc hạ Tả Tướng biết việc này có liên quan đến Jun Sik. Lúc này Tả Tướng mới nhận ra Jun Sik chính là con gái của vị tiến sĩ đã mất mạng để bảo vệ Kim Đằng Chi Thư. Jun Sik trở về mà thẫn thờ vì những lời thổ lộ của Cho Sơn, cô cảm thấy vô cùng áy náy và bối rối không biết nên làm sao sau khi biết tấm chân tình của người trong lòng. Jun Sik lo sợ có ngày Cho Sơn sẽ phát hiện cô luôn lừa dối anh về thân phận nữ nhi, cô đem hết tâm sự kể với Hong Sắc mà không hề hay biết. Nam phụ nghe xong cũng buồn lòng vô cùng. Tình hình của Cho Sơn cũng không khá hơn là bao, ngày đêm cứ như người mất hồn không thích cả ăn uống. Hoàng thượng biết tin nho sinh ưu tú tự ý bỏ dở việc học thì cũng ngỏ ý muốn Tả Tướng khuyên răn con trai quay lại con đường học vấn tu tập. Hoàng thượng cũng thông báo một quyết định lớn, đó là rời đô về Hòa Thành. Việc này chắc chắn sẽ gây không ít cản trở cho phe Lão Luận tìm và tiêu hủy Kim Đằng Chi Thư, nên Tả Tướng lệnh cho binh phán gửi gắm nội gián vào trong triều để lấy lòng cũng như nắm thóp vua. Vào ngày nghỉ ngoại khóa, tất cả các nho sinh đều sẵn sàng tinh thần xóa hết mình, chỉ có Jun Sik là vẫn ỉu xỉu. Trong khi các bạn học nấu nướng tắm suối thì nữ chính lại ngồi thu lu một góc, mọi người muốn rủ cô cùng xuống bơi nhưng nghe đến cười đầu. Jun Sik đã sợ tái mặt tìm mọi cách từ chối khéo, chỉ có Hong Sắc tinh ý mời cô ăn món khoai nướng mà cô thích nhất. Bên này Hong Gia sắp xếp nhờ người hầu của Cho Sơn lôi anh ra khỏi nhà, đúng lúc gặp Jun Sik thơ thẩn một mình, thuộc hạ của In Su ngấm ngầm định đẩy nữ chính ngã xuống suối nhưng lại bị Hong Sắc xử lý nhanh gọn. Jun Sik nghe thấy tiếng động lạ thì hoảng hốt đánh rơi cả giày xuống suối. Cho Sơn vốn định bỏ đi nhưng sau khi thấy chiếc giày của cô dưới nước, liền lo lắng cô sẽ gặp chuyện không hay mà vội chạy đi tìm. Nhìn thấy Jun Sik vẫn bình an vô sự, nam chính không kìm được thở phào ôm chặt cô vào lòng.
thấy Cho Sơn định rời đi, Jun Sik vội vàng đuổi theo, không may vấp ngã xuống suối, Nam Chính liều mình nhảy xuống cứu cô lên. Trong lúc nguy cấp, anh cởi áo đối phương để hô hấp nhân tạo, ai ngờ tầm mắt rơi trúng điều bí mật của con gái. Lúc tỉnh lại, Jun Sik bàng hoàng bại lộ điều thầm kín trước Cho Sơn. Đúng lúc này có đám nho sinh say rượu đi ngang qua, hai người trong tình trạng ướt át đành phải nép sát vào nhau để không bị phát hiện. Trong khi đó, hai tên trong nhóm quý tộc bị Hong Sức ném xuống nước trừng phạt. Sau đó anh chạy khắp nơi vẫn không tìm được Jun Sik, nghe Hong ra nói cô đang ở cùng Cho Sơn anh mới tạm yên tâm. Hóa ra cô đã về trường thi thay đồ xong xuôi chuẩn bị đi ngủ, người hầu của Cho Sơn cảm thấy chỉ có Jun Sik mới chữa được căn bệnh tương tư của cậu chủ nên mạnh dạn nhốt cả hai trong phòng cho họ giải quyết với nhau. Vì đã biết Jun Sik là con gái nên Cho Sơn không thể tự nhiên như trước đây, anh giả vờ đọc sách để khỏi phải ngủ chung chăn. Thế mà Jun Sik cũng đâu khá hơn là mấy, người trong lòng trước mặt còn lời trong tim chưa nói sao cô có thể chợp mắt. Nữ chính tìm tạm quyển sách đọc cho đỡ bối rối, ai dè chọn chúng quyển có tranh khỏa thân mà lúc trước Hong ra đưa cho Cho Sơn. Nam chính xấu hổ muốn rằng lại thì đè chúng nữ chính ngã xuống. Đêm hôm đó vì sợ Cho Sơn lạnh mà Jun Sik chủ động nhường chăn cho anh, còn cô thì quấn đệm vài vòng, cả hai nhìn nhau cười khoái chí. Hôm đó Cho Sơn đã được nghe kể về hoàn cảnh và biết tên thật của Jun Sik, thấy chi kỷ suốt ngày tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất trong lòng toàn ghen tuông. Hong ra khuyên Kiệt Ngao nếu đã thích thì nên tìm cách có được trái tim người đẹp thay vì chỉ ngồi một chỗ buồn chán. Hong Sức hãy thử một lần cạnh tranh công bằng với Cho Sơn xem sao. Phía bên này In Su hỏi ra mới biết em gái bị hủy hôn, cảm thấy danh dự gia đình bị coi thường, hắn ta vô cùng cay cú. Sáng hôm sau Cho Sơn ngỏ ý muốn Jun Sik rời khỏi trường thi vì lo sợ một ngày bí mật sẽ bại lộ, nhưng cô không đồng ý vì đã đâm lao thì phải theo lao. Và lại nếu bây giờ quay về, Jun Sik cũng chỉ còn con đường cũ, đó là viết phao bán cho các quan sinh để kiếm tiền chữa bệnh cho em trai. Jun Sik trở về bị các bạn học trêu ghẹo là đi chơi thâu đêm với tình nhân, Hong Sức cũng giận dỗi vì cô cứ biến mất mà chẳng có lời nào với anh. Bọn họ đang đi dạo trên phố thì kỹ nữ Jo Sun xuất hiện muốn nói chuyện riêng với Jun Sik. Lúc đi ngang qua, Hong Sức đột nhiên phát hiện mùi hương của Jo Sun có phần giống với tên đạo tặc giả danh anh đêm hôm trước. Bên này Jo Sun muốn xóa bỏ thân phận kỹ nữ quay về làm một nữ nhi bình thường như bao người khác. Kể từ khi gặp được Jun Sik, cô đã có lại niềm tin về giá trị của bản thân. Nàng kỹ nữ đẹp nhất kinh thành nguyện một lòng chờ đợi đến ngày được đáp lại tình cảm, thế mà lại bị Jun Sik một lần nữa dứt khoát cự tuyệt. Hoàng Cam chế là kỳ thi tiếp theo để thử tài ghi nhớ của nho sinh, phục vụ cho việc tuyển chọn trạng nguyên. Cả hoàng thượng và tả tướng đều phấn khởi khi kỳ thi này vẫn sẽ có sự góp mặt của nho sinh ưu tú Cho Sơn, vì anh đã quyết định quay lại trường thi học tập. Bên này Cho Sơn quả quyết sẽ tìm cách đưa Jun Sik lặng lẽ rời khỏi trường thi để bảo vệ cô. Hai người giao kèo, người nào thắng trong kỳ thi hoàng cam chế sẽ được quyền ra lệnh cho người còn lại. Tối hôm đó nam chính và nam phụ tranh nhau vị trí ở giữa để được nằm cạnh Jun Sik. Cho Sơn còn nháy mắt ra hiệu cho cô chọn chỗ bên cạnh anh. Lúc này Hong Gia xuất hiện nói sợ ma đòi ngủ chung phòng với mọi người, thế là Jun Sik tạm thời được giải vây sang phòng Hong Gia ngủ một mình. Giỏ quýt quý được hoàng thượng gửi xuống làm phần thưởng, khiến các nho sinh trong trường thi phấn khởi học tập hơn bao giờ hết. Các thầy giáo cũng tò mò năm nay ai sẽ dẫn đầu trong kỳ thi Hoàng Cam Đế, dự đoán sẽ là cuộc thi dành cho hai nhân vật ưu tú nhất về khoản ghi nhớ là Cho Sơn và Jun Sik. Nhưng xem ra Cho Sơn đang thất thế hơn, cứ mỗi lần nhìn vào gương mặt chăm chú của đối thủ là trái tim anh loạn nhịp không thể tập trung bài vở. Ở một diễn biến khác, Ha Eun tìm đến Hong Gia nhờ anh giúp đỡ chuyện hôn ước. Nhưng lần này Hong Gia cương quyết từ chối, về phía Hong Sức anh lén theo dõi kỹ nữ Jo Sun thế mà lại bị cô phát hiện và cắt đuôi. Jo Sun chỉ để lại mảnh giấy ghi lời hẹn qua mũi tên cắm trên tường, sau đó Hong Sức được người của cha mời về gặp ông, cha của nam phụ biết rõ con trai mình chính là đạo tặc. Ông chỉ mong anh biết yêu quý lấy tính mạng và danh dự của mình mà rút khỏi chuyện này. Tất nhiên Hong Sức không đồng ý. Cho Sơn vạch rõ ranh giới mỗi khi phải ngủ chung phòng với Jun Sik. Anh muốn biết điều mà Jun Sik muốn nói lúc ở suối, nhưng cô lại trốn tránh mà cố tình giả vờ ngủ. Sáng hôm sau là kỳ thi Hoàng Cam Đế diễn ra, rất nhiều nho sinh vi phạm quy chế thi bị bắt được. Không khí tranh tài đang nóng hơn bao giờ hết và đúng như dự đoán, chỉ còn hai thí sinh được vào vòng chung kết là chính là Jun Sik và Cho Sơn. Đề bài ở vòng cuối được đích thân Hoàng thượng ra đề. Trải qua một giờ đồng hồ tìm lời giải, cả hai nhân vật chính đều đưa ra đáp án tương đồng, chỉ có phần giải thích là có góc nhìn khác nhau. Thầy Dung đưa ra đáp án cuối cùng nghiêng về bài giải của Cho Sơn. Jun Sik nuối tiếc vì bỏ lỡ chiến thắng, cô khẩn khoản cầu xin nam chính cho mình thêm một cơ hội được ở lại trường thi. Đương nhiên đối diện với ánh mắt long lanh của người con gái mình thương, Cho Sơn không thể từ chối cô. Để đáp lại sự nhường nhịn của đối phương, Jun Sik cũng không ngại tặng anh một nụ hôn thay lời cảm ơn. Hong Sức lại biến thành đạo tặc đi gặp kỹ nữ Jo Sun ở điểm hẹn nhưng lại bị bao vây. Trong lúc kháng cự lại quân triều đình, anh vô tình làm rơi chiếc vòng tay và bị In Su nhặt được. Ngay sau đó cả bốn người nhóm nhân vật chính đều bị bắt đến cùng một địa điểm, là hoàng thượng đích thân gọi các nho sinh ưu tú đáng tin cậy nhất đến để thông báo về việc di rời kinh đô, xây dựng một vương triều mới bình đẳng và bác ái. Vua giao cho bộ tứ một mật vụ, đó là tìm ra Kim Đằng Chi Thư đã bị mất. Sau khi biết việc tìm ra Kim Đằng Chi Thư có thể gợi mở nhiều điều về người cha đã khuất, Jun Sik thành khẩn muốn các sư huynh bên cạnh mình đồng tâm hiệp lực tìm ra sự thật.
Qua một hồi nghiên cứu di thư thì cả nhóm sẽ phải điều tra thêm những gì xảy ra vào đêm 10 năm trước khi cha của Jun-sik và anh trai Hong Sức gặp nạn. Hong Sức biết rất rõ kẻ đứng đằng sau sự việc ấy chính là tả tướng, nhưng vì có Cho Sơn ở đó nên anh không tiện nói. Bên này In-su báo cáo với cha về thân phận thật sự của Hong Sức, tuy nhiên binh phán lại quyết định không vây bắt vội để tránh đánh động tới vua. Cục tức tích tụ lâu ngày khiến In-su không còn muốn nghe lời cha mà chờ đợi nữa. Hắn trực tiếp dẫn theo quan binh đến vây bắt Hong Sức với bằng chứng buộc tội là chiếc vòng. Tiếc cho vị trưởng nghị nông cạn, cặp đôi tri kỷ đã đi trước một bước mua lại hai chiếc vòng y hệt để đeo, nhờ vậy mà có thể thuận lợi qua mặt được In-su. Ngay cả thầy Dung cũng sớm nhận ra Hong Sức chính là kẻ đạo tặc. Thầy Dung thấu hiểu tâm tình khó nói và mong muốn trả thù cho anh trai của Hong Sức nên không ngăn cản cũng không vạch trần. Vì là lần đầu tiên được giao cho một trọng trách lớn nên Jun-sik không khỏi lo lắng bất an, Cho Sơn chỉ nhẹ nhàng an ủi và hứa sẽ luôn ở bên cạnh, đồng hành cùng cô bất kể lúc vui vẻ hay mỏi mệt. Hai người cùng nhau sửa giúp chủ tiệm xách máy móc dưới tầng hầm, không tránh khỏi những va chạm gần gũi. Cho Sơn nhân cơ hội trêu chọc Jun-sik khiến cô xấu hổ bỏ đi, sau đó lại tìm nhiều cách để dỗ dành cho cô vui. Nam chính bỏ thêm những mảnh giấy nhỏ thay lời muốn nói, bỏ vào kệ sách mà Jun-sik hay đọc, cứ mỗi một quyển sách lại có một lời thổ lộ khác nhau, cho đến khi lời tỏ tình bộc trực nhất kẹp trong cuốn sách cuối cùng bị một nho sinh khác cầm vào. Cho Sơn hoảng hốt giật lại và nhún nhường mong đối phương chuyển sang đọc quyển khác. Lần đầu tiên thấy bộ dạng khúm núm xin xỏ của con trai tả tướng nên ai nấy đều bất ngờ. Jun-sik đọc được chữ yêu trong mẩu giấy mà ấm áp tràn đầy trong tim. Về phía Hong gia, anh cũng bắt đầu từ chối những cuộc vui để tập trung tập hợp các tài liệu cũ sâu chuỗi vấn đề. Cuối cùng cũng tìm được manh mối những người hộ tống cha Jun-sik và anh trai Hong Sức vào đêm định mệnh đều là quan lại của phủ Hán Thành. Hong gia lấy thân phận là vi hành giám sát để ép các quan phủ chỉ điểm những kẻ liên quan. Anh theo chân một tên tham quan nghiện ngập cờ bạc, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị cha đuổi về tận nhà để bàn chuyện lấy vợ. Hong gia còn bị cha ẩn ý về việc cùng nhóm Cho Sơn đi tìm Kim Đằng Chi Thư là tốn công vô ích. Trong khi đó, In-su bí mật cho thuộc hạ theo dõi động tĩnh từ gia tộc của Hong gia, nổi tiếng là nhân vật có tính cách bất cần, thế mà lần này Hong gia phải muộn phiền tìm đến Hong Sức để tâm sự. Họ phát hiện tên tham quan cờ bạc chạy tiền khắp nơi mà chỉ sau đêm định mệnh 10 năm trước đã có thể trả sạch mọi nợ nần. Vì để tìm ra kẻ đứng sau chống lưng cho hắn mà Hong Sức nửa đêm lẻn vào Tư Hán phủ lục lọi và bị cha bắt tại trận. Nhờ thế anh mới biết cha mình cũng đang ngấm ngầm theo dõi và ghi lại mọi bằng chứng để vạch trần tội ác của binh phán và tả tướng, chờ ngày trả thù cho con trai cả. Cuối cùng Hong Sức cũng hiểu nỗi lòng của phụ thân, anh ân hận vô cùng khi nghĩ lại những lời cay đắng mình từng nói với cha. Trái ngược hoàn toàn tâm trạng với nam phụ thì cặp đôi chính đang vui vẻ trêu đùa nhau. Hong Sức trở về nhưng không muốn cản trở chuyện vui của hai người nên lại lặng lẽ tìm một chỗ uống rượu một mình. Sáng hôm sau, Cho Sơn tỉnh lại trong tay vẫn còn nắm chặt tay Jun-sik. Sau đó anh tìm đến Hong Sức để hỏi thêm thông tin, nhưng Hong Sức còn chưa nguôi cơn ghen nên không muốn giúp đỡ, đến cả Jun-sik mở lời mà cũng không được giải đáp. Khi binh phán và tả tướng đang nói chuyện riêng thì tên quan tham năm xưa đột nhiên xuất hiện. Hắn bẩm báo rằng có người đang lục tìm lại tung tích đêm xảy ra sự việc bị mất Kim Đằng Chi Thư năm xưa. Vì không muốn bị cho vào tội chết nên tên này tìm đến tả tướng, dùng những bí mật hắn tận mắt chứng kiến đêm hôm đó để nắm thóp phe lão luận và yêu cầu được chống lưng. Phía bên này, Jun-sik và Cho Sơn cùng nhau tới tiệm sách, trên đường đi còn tình cảm ăn kẹo với nhau. Cho Sơn kêu Jun-sik vào tiệm sách trước, rồi viện cớ bí mật đi mua quà cho cô. Lúc nữ chính đi vào đã thấy tiểu thư Ha-eun ở đây âm thầm chờ đợi Cho Sơn. Thấy con gái binh phán một lòng một dạ quan tâm Cho Sơn, Jun-sik vô cùng khó xử muốn để lại không gian riêng tư cho hai người mà lại bị nam chính giữ lại. Lần này Cho Sơn cứng rắn giữ khoảng cách với Ha-eun vì anh đã có người trong lòng mình, hai người hạnh phúc mà lại khiến hai người khác phải đau. Thấy Jun-sik lúc nào cũng hiểu chuyện, nhận phần thiệt thòi về mình, Cho Sơn vừa thương vừa giận định hôn phạt cô, nhưng hí hoáy một hồi vẫn bị cái mũ nam nhân cản trở. Thế nên cả hai đưa nhau về căn cứ tranh thủ đứng ở ngoài đeo nhẫn cho nhau, rồi cởi mũ và trao nhau nụ hôn say đắm lòng người. Hong Sức tuy cảm thấy ghen tị với Cho Sơn vì có được trái tim Jun-sik, nhưng cũng không phải kiểu người tiểu nhân không ăn được thì đạp đổ, mặc dù biết tả tướng là kẻ đứng sau tất cả. Anh trai và cả cha của Jun-sik đều do một tay ông ta hại chết, nhưng Hong Sức không còn muốn vạch trần vì sợ Jun-sik sẽ vì thế mà phải đau lòng chia ly với Cho Sơn. Tất cả lời này đều được Cho Sơn và Jun-sik đứng ngoài nghe được, biết cha mình lại chính là kẻ đứng sau tất cả. Cho Sơn sốc nặng, anh quyết định đem bằng chứng đến hỏi cha cho ra nhẽ, nhưng lại nhận được câu trả lời lấp liếm của ông. Tả tướng cho rằng những việc ông đã làm hoàn toàn là vì hưng thịnh của đất nước này, Kim Đằng Chi Thư đáng bị tiêu hủy thì cũng đã bị tiêu hủy rồi. Ông mong con trai đừng nên làm càn mà quay lưng với chính gia tộc của mình. Cho Sơn cương quyết không nhún nhường, tuyên bố từ nay chính thức trở thành phe chính địch của cha. Hong Sức thấy Jun-sik nửa đêm vẫn ngồi tìm tòi manh mối, không nhịn được bắt cô về phòng nghỉ ngơi và trấn an mọi chuyện đâu còn có đó. Sáng sớm hôm sau, Hong Sức đã đợi sẵn Cho Sơn quay lại để nói chuyện riêng. Anh mong muốn cả nhóm sẽ chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm Kim Đằng Chi Thư, chứ không đào sâu vào lật tẩy bằng được kẻ chủ mưu nữa. Có như vậy thì không ai trong nhóm phải đau khổ. Thế nhưng Cho Sơn không đồng ý sống với nỗi nghi vấn và áy náy đến hết đời. Người có tội cần phải chuộc lỗi và ai cũng có quyền biết sự thật. Hong gia để cho hai nhân vật chính có không gian riêng, Cho Sơn thừa nhận chính cha anh là thủ phạm.
gây ra cái chết năm xưa cho cha của Jun Sik. Nữ chính như bị sét đánh ngang tai, nước mắt lưng tròng, không muốn nghe tiếp sự thật tàn nhẫn. Cho Sơn cố gắng đuổi theo cầu xin Jun Sik cho anh cơ hội tìm Kim Đằng Chi Thư để thay cha chuộc tội, nhưng đến nước này đối với Jun Sik mà nói, việc tìm kiếm đã không còn có ý nghĩa gì nữa. Nữ chính trở về để hỏi mẹ về chuyện quá khứ. Cô tâm sự cùng em trai rằng bản thân luôn mong nhớ, nhưng những ký ức về cha đều quá ít. Đến tận bây giờ khi nghe em trai giải thích, Jun Sik mới biết cha luôn cố tình đọc to bài vở qua cánh cửa, mỗi lần dạy con trai học để cô cũng có thể tiếp thu kiến thức. Có điều sự tiến bộ của con gái khiến ông ngày càng đau khổ hơn, vì ở thế thời này thân phận nữ nhi không có quyền phát triển hoài bão. Jun Sik đọc tâm tư của cha mà rơi nước mắt buồn thương. Sáng hôm sau cô đến gặp thầy Dung và được biết Kim Đằng Chi Thư có thể vẫn đang nằm trong khuôn viên của trường thi. Cho Sơn nhìn thấy vết cắn do chính Jun Sik tự làm đau mình, anh hiểu cô đã đau khổ nhường nào khi phải đối diện với cục diện này, nên trong lòng càng nặng nề hơn. Phía bên này, binh phán đã dàn xếp ổn thỏa các yêu cầu của tên quan tham, để hắn yên vị ngậm miệng biến mất khỏi kinh thành, sau đó cẩn thận bẩm báo tình hình với tả tướng, muốn lấy công để tiện bề sắp xếp hôn sự cho con gái. Ai ngờ bị tả tướng coi khinh từ chối thẳng mặt, binh phán tức đến nghiến răng nghiến lợi. Trước giờ ông ta vẫn hết lòng dốc sức cung phụng như một con chó ấy, thế mà chỉ cần gặp khó là sẽ bị lôi ra, không làm bia đỡ đạn thì cũng là chỗ để tả tướng trút giận. Cho Sơn đi khắp nơi hỏi tìm địa chỉ của tên quan tham nhưng đều không khả quan. Anh đến cả những chỗ cờ bạc rượu chè mà có vẻ bề ngoài thư sinh của Cho Sơn đã khiến những kẻ lúc nào cũng cay cú vì đỏ đen ngứa mắt. Vô cớ bị đánh lại đang sẵn bức bối không thể giải tỏa trong người, nam chính đã dùng nắm đấm đáp trả lại, kết quả là bị đánh hội đồng cho một trận no đòn. Nhóm Jun Sik ở nhà đã bắt đầu khoanh vùng các địa điểm có thể cất giấu Kim Đằng Chi Thư. Họ chia nhau ra tranh thủ buổi đêm để tìm kiếm. Hong Gia có lần chạm trán nhóm quý tộc và được In Su mở lời dỗ dành quay về cùng hội cùng thuyền với họ. Hong Gia không những không quan tâm mà còn chê cười In Su ngày càng quê mùa và ấu trĩ đi làm mấy chuyện vô ích. Sau đó Hong Gia khẩn khoản báo tin cho Jun Sik và Hong Sức về tình hình của Cho Sơn. Ai nấy đều ngỡ ngàng trước bộ dạng thảm thương của anh. Cho Sơn vì nóng lòng muốn tìm ra Kim Đằng Chi Thư mà không màng cả thể diện lẫn an nguy của chính mình, Jun Sik cảm thấy cô chính là lý do gây ra những khổ hạnh này. Cho Sơn đuổi theo và ôm chặt cô vào lòng, anh mong muốn nhận được sự tha thứ và xin Jun Sik cơ hội chuộc lỗi thay cha. Trong khi Hoàng thượng và thầy Dung vẫn âm thầm dõi theo, thì Cho Sơn lại tiếp tục bám theo tên quan tham, kỹ nữ Jo-sun được binh phán ra lệnh giết người diệt khẩu. May mà lúc này Hong Sắc xuất hiện kịp thời đối phó với Jo-sun để Cho Sơn xử lý tên quan tham. Ban đầu tên này còn không chịu khai ra nhưng sau khi biết chính binh phán đã sai kỹ nữ Jo-sun đi ám sát mình, thì hắn đã thừa nhận kẻ cầm đầu chính là tả tưởng và binh phán. Jun Sik lần theo dấu vết cuối cùng cũng tìm ra ám hiệu là đang nhắc đến tông miếu nơi thờ phụng bài vị của các đời vua. Cô lập tức chạy đến chỗ tông miếu mà không để ý đám quý tộc vẫn đang lén theo dõi. Hong Gia nhìn thấy In Su dẫn theo quân lính hướng về phía tông miếu, Cho Sơn và Hong Sức cũng phát hiện Jun Sik biến mất. Các tài liệu thì bị lật tung, họ hiểu ra Jun Sik đang gặp nguy hiểm nên chia nhau ra hành động. Bên này nữ chính đang lật từng bài vị lên tìm Kim Đằng Chi Thư, lúc này Cho Sơn xông vào lo lắng ôm chặt lấy cô. Tình hình bên ngoài không khả quan lắm, Hong Sức ra mặt cản đường quân lính nhưng bọn chúng quá đông. Một mình anh đấu không lại, thậm chí còn bị chém trọng thương. May mà Hong Gia có mặt kịp thời đưa người đi, phía Jun Sik và Cho Sơn cũng đã kịp chạy thoát. Họ gặp lại nhau và khẩn trương đưa Hong Sức vào xử lý vết thương. Trưởng nghị In Su vẫn chưa chịu dừng lại, hắn cho người vào lục tung trường thi tìm bằng được đạo tặc. Hong Gia đã ra mặt ngăn cản nhưng đều không thể cản được. Khí thế bức người hừng hực của In Su lúc này, quân lính xông vào tóm gọn tên đạo tặc. Đến khi lôi ra, ai nấy đều kinh ngạc khi đạo tặc lại chính là con trai của tả tướng Nho Sinh Cho Sơn. Ngay cả Hong Sức đang trọng thương nghe xong tin này còn ngỡ ngàng. Tả tướng đến trại giam thăm con trai cũng là có ý muốn anh quay đầu về bờ, nhưng Cho Sơn vẫn cương quyết với lựa chọn của mình. Bên này Hong Sức muốn chịu trách nhiệm mà đi tự thú, lại gặp phải sự phản đối kịch liệt của Jun Sik và Hong Gia. Họ không muốn anh ngồi tù trong tình trạng sức khỏe như thế này. Cha của Hong Sức là Tư Hiến đại nhân, anh nghĩ ông cần biết sự thật rằng binh phán mới là kẻ chủ mưu chứ không phải là tả tướng. Nam phụ quay về gặp cha để thông báo sẽ tự thú, bởi vì lời này mà Tư Hiến đại nhân lập tức cho người nhốt con trai lại. Phía Hong Gia cũng đã chuẩn bị lên đồ dẫn theo các nho sinh khác lập trai hội để trừng phạt In Su vì tội lạm dụng chức quyền, tự ý gây náo loạn và áp giải nho sinh của trường thi đêm qua. In Su không hề có chút lo lắng nào vì hắn đã nắm được thóp của Hong Gia. Hắn phát hiện Hong Gia thực chất không phải con nhà quý tộc, cha của anh chỉ là một kẻ đầu đường xó chợ quen thói côn đồ. Bí mật về thân thế bị bại lộ khiến vị công tử này vô cùng đau đầu, đứng giữa hai sự lựa chọn khó khăn, đó là bảo vệ mình hoặc bảo vệ các chiến hữu cùng nhóm. Bởi vì mãi không có tin tức của Kiệt Ngao nên Hong Gia bỏ tiền cho người đi nghe ngóng tin tức, anh cũng phải làm công tác tư tưởng cho Jun Sik. Vì đã biết rõ chặng đường sắp tới sẽ không còn dễ dàng với bọn họ, xếp gọn bộ đồ nho sinh vào một góc, Hong Gia đến trại trai thú nhận với tất cả mọi người về thân phận thấp hèn của mình. Anh đã lừa gạt cả các bạn học lẫn quản giáo để được sống trong trường thi. Bản thân Hong Gia biết rõ điều ấy là sai nhưng vẫn làm. Nên giờ đây anh cảm thấy vô cùng mất mặt và ân hận, giao lại quyền chủ trì trại trai cho Jun Sik, rồi ngậm ngùi trở về thu xếp hành lý rời khỏi trường thi.
Jun Sik giờ đây gánh vác một trách nhiệm lớn lao hơn, một mình nữ chính chạy khắp trường đi xin chữ ký các nho sinh, nhưng vì chuyện lừa dối tày trời của Hong Ja mà không ai muốn giúp cô nữa. Đã thế nhóm In Su lại càng được đà làm tới, hắn dọa nạt các nho sinh khác để họ xa lánh Jun Sik và cho rằng bốn đối thủ có làm cách gì đi chăng nữa cũng chỉ tốn công vô ích. Quyền lực là thứ chiến thắng tất cả chứ không phải là ý chí. Jun Sik không nhẫn nhịn trước sự đắc thắng của đối phương, cô thề sẽ truy cứu trách nhiệm của In Su đến cùng, dù có phải đương đầu một mình. Ở một diễn biến khác, Hoàng thượng gặp riêng cho Sơn, nếu hôm nay đạo tặc thật sự không lộ diện, thì anh sẽ bị kết đại án và đối diện với án tử. Thế mà cho Sơn vẫn một lòng tin tưởng và bảo vệ Hong Sắc, không thay đổi quyết định. Trưởng Trường Thi gợi ý chỉ cần chứng minh cho Sơn không phải là đạo tặc, thì dù cho tên đạo tặc thật sự chưa bị bắt, thì Hoàng thượng vẫn không thể kết tội anh. Nhóm Hong Ja và Jun Sik kết nạp thêm thuộc hạ của cho Sơn, bước đầu là đi giải cứu Kiệt Ngao, sau đó để anh viết tiếp và đi giải truyền đơn khắp kinh thành. Điều này chứng minh đạo tặc thật sự vẫn đang lộng hành bên ngoài, từ đó suy ra cho Sơn vô tội. Bước tiếp theo là giải cứu nốt thành viên còn lại ở phủ Cấm Thành. Hong Ja kêu Kiệt Ngao và Jun Sik đến đó trước để anh về nhà thay đồ. Kiệt Ngao chỉ đưa Jun Sik đến cổng rồi lấy lý do rời đi, để cô vào thăm cho Sơn một mình. Nhìn thấy bóng dáng người mình yêu nhất trong ngục tối, nữ chính rơi nước mắt nhớ thương. Cô quyết định tha thứ cho nam chính và cha của anh bằng trái tim lương thiện và bao dung của một nữ nhân và hy vọng tình cảm của hai người có thể chữa lành những tổn thương trong quá khứ. Tiểu thư Ha Eun biết tin cũng lén lút trốn nhà đến thăm cho Sơn, đến nơi chứng kiến tận mắt những cử chỉ và lời nói thân mật của cho Sơn và Jun Sik thì sốc nặng. Hong Ja thấy bạn mình lùi bước nhường lại tình yêu thầm lặng thì chỉ muốn an ủi động viên. Sáng hôm sau, rất nhiều nho sinh khác đã bắt đầu chuyển hướng về cùng phe với Jun Sik sau khi biết cho Sơn không phải là đạo tặc thật sự. Hong Ja và Hong Sắc cũng có mặt sẵn sàng lên đường cầu kiến hoàng thượng trừng phạt In Su. Hắn ta tức đến đỏ mắt gào thét nhưng cũng không thể ngăn cản được ai, thậm chí những tên thuộc hạ thân cận cũng quay lưng bỏ đi. Jun Sik dẫn đầu đoàn nho sinh cầu kiến hoàng thượng thả cho Sơn ra và trừng phạt thích đáng In Su vì tội lạm dụng chức quyền. Cô không hề hay biết thân phận nữ nhi của mình đã bị anh em nhà In Su phát hiện. Jun Sik trở về ngắm lại kỷ vật của cha, thầm cảm ơn ông đã luôn là động lực để mình kiên cường. Và cũng nhờ thế mà cô phát hiện ám hiệu về kim đằng chi thư được cha chôn ngay trước cổng trường thi. Phía hoàng thượng cũng tiếp nhận cầu kiến của các nho sinh về việc cho Sơn vô tội và yêu cầu cha con nhà binh phán phải tạ tội trước toàn thể mọi người. Vua lệnh gọi Jun Sik lên gặp mặt, cô tự tin trở lại với kim đằng chi thư ở trên tay, mỉm cười hạnh phúc với hai chiến hữu còn lại và vào gặp vua. Ai nấy đều bất ngờ khi nghe Jun Sik báo cáo đã kết quả mật vụ, cầm kim đằng chi thư trên tay mà hoàng thượng xúc động không nói lên lời. Vua hứa sẽ dốc toàn tâm toàn sức gây dựng lên một đất nước mới, nơi mà toàn bộ bách tính đều có quyền được yêu thương và bình đẳng. Cho Sơn trở lại cùng với sự tung hô của tất cả các nho sinh trong trường. Trong khi đó, Jun Sik được tả tướng đích thân mời đến để nói lời cảm ơn. Ông ta cũng thừa nhận đã từng có suy nghĩ trừ khử cha của Jun Sik, nhưng chưa bao giờ động tay vào chuyện đó. Tất cả đều là mưu đồ của binh phán. Đối diện với kẻ có liên quan đến cái chết của cha mình, Jun Sik lại không hề oán giận mà bình thản lý trí. Cuối cùng thì tả tướng cũng hiểu vì sao con trai ông lại coi trọng người trước mặt đến vậy. Bộ tứ soái ca uống rượu ăn mừng đến lúc ngà ngà say. Hong Sắc và Cho Sơn đồng quan điểm kêu Jun Sik đến phòng riêng của Hong Ja ngủ nhưng cô không chịu. Đó là đêm đầu tiên cả bốn người say sưa có một giấc ngủ ngon như vậy. Họ vẫn chưa biết rằng tai họa lớn nhất sắp ập đến khi cha con nhà binh phán biết chuyện Jun Sik là nữ nhi và đem báo tin cho tả tướng. Tả tướng biết điều nhận tội trước hoàng thượng nhưng ngay câu sau lại vạch trần thân phận của Jun Sik. Quy trục vua phạm vào tội vi phạm quốc pháp khi trực tiếp đưa nữ nhi vào tu luyện trong trường thi dành cho nam sinh quý tộc. Tiểu thư Ha Eun báo cho Hong Ja biết chuyện cha và anh trai cô đã phát hiện Jun Sik là nữ nhi. Hong Ja lập tức chạy đi tìm Hong Sắc. Đêm đó, cặp đôi chính chuẩn bị cho một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Trong lúc Jun Sik đang sửa soạn tương tất thì bất ngờ bị bắt đi. Lúc Cho Sơn đến đã không tìm thấy cô, chỉ thấy hai vị sư huynh hớt hải lo lắng. Bên này không chỉ Jun Sik mà cả thầy Dung cũng phải đối diện với cơn giận của vua. Thầy Dung quỳ gối xin nhận hết mọi tội lỗi về mình và cầu xin bệ hạ ghi nhận những công lao của Jun Sik mà tha cô tội chết. Ba người còn lại cũng khẩn khoản cầu xin thầy Dung hãy bảo vệ nữ chính. Cô đã liều mình tìm ra được kim đằng chi thư, thứ được coi như hy vọng cuối cùng cho vương triều này, để rồi sau khi hoàn thành trọng trách lại bị chính vua quay lưng. Tả tướng trở về nhà bắt gặp vẻ mặt thẫn thờ của con trai, Cho Sơn quỳ gối van khóc cầu xin cha, hãy thương anh mà cứu lấy Jun Sik. Từ khi gặp nàng, anh mới thật sự thấu hiểu luân thường đạo lý, mới dám dũng cảm để làm những điều tưởng chừng không thể. Binh phán ra lệnh cho kỹ nữ Jo Sun phải bắt sống Jun Sik đem về trước mặt ông ta. Nhớ lại những lần được Jun Sik quan tâm đối tốt, Jo Sun quyết định sẽ không phản bội cô ấy. Gửi thư báo tin cho Hong Ja và mang kiếm đến gặp binh phán. Jo Sun một mình chống chọi với cả đám quan binh hung hãn. Khi thấy nàng gặp nguy hiểm, In Su không ngần ngại xông ra ngăn chặn. Lúc bấy giờ hắn mới nhìn ra bộ mặt thật của cha mình. Lần đầu tiên trong đời In Su đứng ra bảo vệ một người khác, còn có cả sự giúp sức kịp thời từ Hong Sắc. Cùng với đó, tả tướng nhận được sự phản đối kịch liệt từ các quan trong phe lão luận về vấn đề rời đô, những tên quan tham không muốn, tạo nên vương triều mới có sự bình đẳng, vì như vậy bọn họ sẽ không còn quyền lực độc tôn để áp chế bách tính. Hoàng thượng đứng giữa hai ngã rẽ là trừng phạt hoặc tha mạng cho Jun Sik. Cho Sơn cũng mạn phép được gặp hoàng thượng, anh sẵn sàng được chịu tội chết chung với Jun Sik.
Vì nếu có sống mà không còn hạnh phúc cũng chẳng nghĩa lý gì, hơn nữa giấc mơ cải cách của hoàng thượng chắc chắn cũng không thể thành hiện thực. Nếu vua vẫn nhất quyết tuyên án tử cho người có công, chỉ vì người đó là nữ nhi, bất bình đẳng ngay từ trong suy nghĩ thì chưa hẳn đã là một quân vương đáng để bách tính nhờ cậy tin yêu. Sau khi nghe những lời từ tận tâm ca này, hoàng thượng quyết định không vạch trần Kim Đằng chi thư, nhưng vẫn quyết tâm rời đô thực hiện giấc mơ mới. Binh phán chính thức bị bắt vì tội khi quân và chia rẽ nội bộ quan triều. Hoàng thượng đốt Kim Đằng chi thư và thả Jun Sik. Nhân vật chào đón cô đầu tiên lại chính là Tả tướng. Ông bày tỏ nguyện vọng gửi gắm con trai cho nữ nhân trước mặt và hy vọng hai người có thể gạt bỏ những chuyện cũ không hay trong quá khứ để tiến xa hơn. Hong Sức cũng gói ghém tình cảm đơn phương để chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Một thời gian sau khi ra trường, Hong Gia vẫn là một công tử phong lưu tự do. Hong Sức trở thành viên quan tuần phủ gương mẫu điển hình. Còn Jun Sik và Cho Sơn chính thức trở thành phu thê, cùng nhau quay về làm giáo viên, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. Tình bạn và tình yêu đều là những rung động đẹp, không thể thiếu trong cuộc đời mỗi con người. Hãy trân trọng và tận hưởng thật nhiều tình yêu thương với những người xung quanh mình bạn nhé. Bộ phim truyện tình Xung Cung Quan xin được khép lại tại đây. Chúc các bạn sớm tìm được tri kỷ của đời mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn sớm gặp lại nhau trong những bộ phim tiếp theo.